làm ăn kiểu gì vậy? Trần Bảo, giám đốc công trường, đang giỡn mặt với tôi hả? Tôi bỏ tiền ra. Diệp Phi, giám đốc tập đoàn Vân Đỉnh, không phải để cho các người đến hưởng thụ. Sao vậy? Không nghe tôi nói hả? Còn ngồi ở đó, đợi nghe tôi ca cổ hả? Trần Tổng, ống bê tông bị hỏng rồi, không thể nào trộn bê tông được. Nếu như ông vẫn muốn đổ bê tông vào trong, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Đại ca, phải thay cái ống xi măng này thôi. Nếu không xảy ra chuyện, thì không thể làm được đâu. Cậu im miệng cho tôi. Sao đâu cũng có miệng cậu hết vậy? Tôi nói cho các người biết, đừng có ở đó mở miệng ra là đòi thay ống bê tông. Thay ống bê tông không cần tiền hả? Tôi cảnh cáo các người, làm trễ thời gian của tôi thì tiền tổn thất tính vào tiền lương của các người nhé. Đứng dậy, đi làm việc mau. Trần Tổng, sự cố lần này là vấn đề của công trường mà. Tại sao lại đổ lên đầu chúng tôi? Các anh em kiếm tiền bằng mồ hôi và nước mắt mà, có phải không? Đúng vậy. Được lắm nhóc con, gan cậu cũng to nhỉ. Nếu cậu đã muốn lý lẽ với tôi, thì tôi sẽ dạy cho cậu biết. Xuống đi đồ cặn bã. Có phải muốn phá đám lắm không? Cậu ở trong đó, tự mà suy ngẫm đi nhé. Suy ngẫm xong rồi, thì ông đây sẽ trọng thưởng cho. Các người nghe đây cho tôi. Ở Giang Bắc, tôi nói gì thì là đó. Nếu không thì kết cục sẽ như hắn đấy. Trương Tuyết, thư ký tập đoàn Vân Đỉnh. Thư ký Trương, tôi là giám đốc công trường của tập đoàn Vân Đỉnh. Trần Bảo, rất vui được gặp cô. Ông làm anh ấy rớt xuống sao? Cô nghe tôi giải thích. Ông là cái thá gì? Không có lệnh của tôi, không ai được thả ông ta ra. Để ông ta ở đó suy nghĩ cho thật kỹ đi. Thuộc hạ tự ra quyết định, mong Diệp tổng thứ lỗi. Đây có còn là Diệp Phi không? Cái khí chất này, cái dáng vẻ này, nhìn giống y như giám đốc vậy. Đừng nói là công tử nhà giàu, đến đây trải nghiệm cuộc sống nhé. Được rồi, đừng làm lớn chuyện, làm lộ ra thân phận của tôi. Nói đi, đến tìm tôi làm gì? Diệp tổng, lần này thuộc hạ tới là muốn anh về tập đoàn Vân Định xử lý đại cục. Hiện tại dự án 100 tỷ dành cho vợ của anh đã đến giai đoạn cuối cùng. Nhưng khi tôi nghe được tin bây giờ vợ của anh đang rút hết tiền trong tài khoản, hơn nữa tóm lại là rất khả nghi, vẫn mong Diệp tổng cẩn thận. Cũng sợ vợ tôi là người thế nào tôi hiểu rõ. Nếu cô còn dám phá đám quan hệ của chúng tôi thì cô nghỉ việc đi. Biến. Vâng. Alo vợ yêu, chồng yêu, em đang làm gì vậy? Chồng yêu, em đang ăn mì cay. Châu Hoa vợ Diệp Phi. Chồng yêu, em tắt máy đây nhé. Đáng ghét. Vợ yêu, Châu Hoa. Châu Hoa đâu? Châu Hoa. Châu Hoa, đó là tên chồng ăn hại của em sao? Đúng là một kẻ thất bại. Em mở cửa đi. Châu Hoa, đây là mì cay mà cô nói sao? Ông đây chơi với vợ cậu, Trần Châu, đại thiếu gia Trần gia. Cậu không vui sao? Không vui thật hả? Kiếp người quá đáng. Đủ rồi đấy Diệp Phi. Nếu như đã nhìn thấy rồi thì tôi không cần phải giấu nữa. Mau ký vào đơn ly hôn đi. Công ty tôi làm ăn không tốt, bị lỗ 3 triệu rồi. Bây giờ tôi đại phát từ bi, anh chỉ cần trả cho tôi 2,5 triệu thôi. Cô không chỉ lừa dối tôi, còn muốn tôi trả cho cô một khoản nợ lớn sao? Cô có còn là người không? Yêu cậu trả 2,5 triệu là đang xem trọng cậu đấy. Vừa với sức cậu mà. Đừng nói là
đến một đồng cậu cũng không có. Năm đó cho ra của cô chỉ là một cái xưởng nhỏ, nếu như không được tôi giúp đỡ thì Giang Bắc này làm gì có chỗ cho các người. Bây giờ không những lấy oán báo ơn mà còn qua cầu rút ván nữa. Nhờ vào anh sao? Nhờ vào chút sinh lễ mà anh đã đưa cho Trang Gia vào 3 năm trước, hay là mấy bao xi măng mà anh ôm vác mỗi ngày? Được, 3 năm nay tôi nâng đỡ các người ở Giang Bắc này thì tôi cũng có thể kéo các người xuống dễ dàng. Còn có cậu nữa, đồ gian phu dâm phụ, tôi sẽ khiến cậu phải trả giá. Gian phu dâm phụ, dám nói ông đây như vậy sao? Ông xử đẹp cậu, dừng tay. Châu Hoa, Trần Châu, Tô Yến, bạn thân của Châu Hoa, cô thật là quá đáng. Tô Yến, nhận thức rõ vị trí của mình đi. Nếu không phải lúc đầu thấy cô đáng thương, thu nhận cô cho cô có cái ăn, thì e là cô và bà mẹ đó của mình đã lang thang đầu đường xó chợ rồi. Bây giờ cô còn muốn ra mặt cho tên ăn hại này sao? Cô sai rồi. Anh Diệp Phi là một thiên tài kinh doanh. Cô tưởng mỗi lần công ty gặp khủng hoảng truyền thông cũng tự động xuất hiện sao? Cô nghĩ mô hình hoạt động của công ty luôn hoàn thiện hay sao? Có rất nhiều vấn đề mà cô chỉ cần ngủ một giấc liền có thể được giải quyết. Cô thực sự nghĩ mình là con của ông trời sao? Cô sai rồi. Tất cả đều là nhờ anh Diệp Phi âm thầm giải quyết đấy. Nực cười quá đi mất. Cái tên bưng vác, chả ai xem ra gì này, mà lại có người nghĩ hắn là thiên tài kinh doanh. Bỏ đi, nói chuyện với loại cặn bã này chẳng có ý nghĩa gì cả. Tối nay tôi sẽ khiến bọn họ hối hận cả đời. Thật ngại quá, có Trần Thiếu Gia ở đây. Tối nay tôi sẽ ký kết với tập đoàn Vân Đỉnh một hợp đồng 100 tỷ đấy. Thiên tài ơi, anh có biết 100 tỷ là như nào không? Tập đoàn Vân Đỉnh, anh có biết tập đoàn Vân Đỉnh không? Tập đoàn số 1 thế giới, tổng tài sản hơn 100 tỷ. Chỉ sợ cả đời này anh cũng không thấy được nhiều tiền như vậy. Cục cưng ơi, phục vụ anh cho thật tốt. Đừng nói là 100 tỷ, cho dù là 1000 tỷ thì cũng không thành vấn đề. Anh đây có người quen ở tập đoàn Vân Đỉnh. Tập đoàn Vân Đỉnh sao? Chắc chắn sẽ không có chút quan hệ gì với hai nhà Châu Trần đâu. Tôi chắc chắn. Nhóc con, cậu nói chuyện mà ông đây thấy ngại dùng. Người phụ nữ của mình mà còn không giữ được, nếu tôi là cậu thì tôi đi nhảy lầu từ 8 đời thôi. Trần Châu, anh đừng có quá đáng. Làm tên ăn hại mà cũng không ra dáng, tôi cho anh trầu trời. Châu Hoa, đừng vì nhất thời vui sướng để cuối cùng hối hận không kịp. Dám động đến người phụ nữ của tôi, cậu mới là người hối hận không kịp. Tôi nói cho cậu biết, tôi chỉ cần ra lệnh là có thể lật tung mồ của tổ tiên nhà cậu. Liền hết đó, lát nữa tôi còn phải đi ký hợp đồng với nhân vật lớn của tập đoàn Vân Đỉnh. Không rảnh để nói chuyện với tên vô dụng như anh. Sáng ngày mai hẹn ở cục dân chính, không gặp không về. Anh yêu, chúng ta đi thôi, em đợi không được nữa rồi. Tô Yến, đừng có giả vờ ngây thơ. Bổn thiếu gia hiện tại rất có điều kiện. Tôi có thể cho cô những thứ mà tên công nhân này cả đời cũng không có được. Tôi còn chê anh giờ đó. Láng ghét, Tô Yến, cô cũng chỉ là một con chó được tôi nuôi mà thôi. Trần thiếu gia có thể cho cô hầu hạ anh ấy chính là đang để mặt cô, còn không mau quỳ xuống đi. Cô đừng nghĩ ai cũng giống như cô cả. Nếu dám bắt nạt cô ấy nữa, tôi đảm bảo hai người không bước ra khỏi cửa này đâu. Tự tạo nghiệp, không đáng sống. Thư ký Trương, thu hồi toàn bộ đặc quyền của tập đoàn Châu Thị. Ngoài ra, tôi sẽ đích thân đến dự bữa tiệc tối nay, thông báo cho các nhà tài phiệt toàn cầu 7 ngày nữa sẽ tổ chức tiệc mừng tôi quay lại. Lần này tôi sẽ khiến bọn họ thân bại danh liệt. Vâng, tôi đi sắp xếp liền đây. Bảng xếp hạng triệu phú Forbes xích rồng đã được mở. Chuyên gia trong giới kinh doanh đã trở lại. Sắp xảy ra động đất rồi. Tôi xin lỗi anh Diệp Phi, là tôi vô dụng. Tôi không thể giúp được gì cho anh. Trong thẻ này là tiền tiết kiệm của tôi trong những năm qua. Anh hãy cầm nó để rời khỏi Giang Bắc đi. Đi càng xa càng tốt. Cô đưa hết tiền cho tôi. Vậy còn cô thì sao? Những người nghèo giống như chúng ta vốn không có cách nào để đấu lại những nhà giàu có như Trần Châu. Hơn nữa mẹ tôi vẫn còn ở Châu Thành, nên tôi không có sự lựa chọn nào khác. Những nhà giàu có đối với tôi chẳng là cái gì cả. Cô yên tâm, có tôi ở đây, không ai dám bắt nạt cô đâu.
Lưu Manh, cô em ơi, đừng đi mà, bỏ ra, mau bỏ tay ra. Cô chạy không thoát khỏi tay tôi đâu. Anh Diệp Phi, tôi không muốn cái tên Trần Châu đó được mời vậy đâu. Anh ta đeo bám tôi lâu rồi. Anh hãy lấy tôi đi. Anh Diệp Phi, Tô Yến, cô đừng như vậy. Cô cứ tin tôi thật sự có cách mà. Cô đợi tôi một lát, tôi đi thay đồ. Tối hôm nay, tôi sẽ dẫn cô đi xem kịch hay. Anh Diệp Phi, hôm nay chính là lễ ký kết của tập đoàn Vân Đỉnh. Nếu như lại gặp Châu Hoa và Trần Châu, sẽ phiền phức lắm đó. Hay là chúng ta về đi. Châu Hoa cô ta chẳng là cái thá gì hết. Ở đây, tôi là người quyết định. Đợi lát nữa, cô sẽ thấy thôi. Đi thôi. Trần thiếu gia, anh nhìn kìa, đó chính là mẹ của Tô Yến đáng ghét. Tô Yến thật là không biết điều. Anh thấy, bé yêu của anh muốn cái gì, anh cũng sẽ làm cho em hết. Hoàng Quốc mẹ của Tô Yến, mẹ bà già, bà bị mù hả? Bà có biết đây là chỗ nào không? Cả người toàn mùi hôi hám. Đây là chỗ mà bà có thể đến sao? Châu tổng, không phải cô bảo tôi đến đây dọn dẹp vệ sinh sao? Bà già, tôi thấy bà không những bị mù mà tay bà còn bị điếc nữa. Tôi là ai mà bà dám bảo tôi tự sắp xếp công việc cho bà? Tôi xin lỗi Châu tổng, tôi sẽ đi ngay. Đã làm dơ thảm ở đây còn muốn bỏ đi sao? 1 triệu. Xịt keo rồi. Giống y chang con gái yêu của bà. Không có tiền chứ gì. Được thôi, có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề. Liếm sạch sẽ đi. Liếm sao? Đúng vậy, bà không muốn liếm, cũng không muốn đưa tiền. Hay là bán con gái của bà đi, bán cái con tiện tỷ Tô Yến đó cho Trần thiếu gia, rồi bà sẽ được. Bỏ ra ngoài. Tôi liếm. Liếm đi. Liếm cho sạch vào. Dừng lại. Mẹ ơi, mẹ. Ngay cả bà già cũng không tha, cậu còn là người không vậy? Bảo sao tôi cứ ngửi thấy mùi xi măng ở đâu đây? Anh mặc trông cũng tưởng tất đấy. Xài hết tiền đưa cho cậu rồi sao? Châu Hoa, tình cảm bao nhiêu năm qua của chúng ta, sao cô nỡ lòng nào làm vậy với mẹ tôi? Cô cũng xứng nhắc đến chuyện tình cảm hả? Cô chỉ là cục giáp mà tôi nhận được từ nhỏ thôi. Sao vậy? Vẫn chưa thay đổi gu sao? Ngay cả đôi giày rách mà tôi bỏ, cô cũng nhặt nữa. Cô, Châu tổng, đều tại tôi không tốt, lỗi của tôi. Cô hãy tha cho con gái tôi, cô đừng so đo với con bé, đều tại tôi cả. Không hổ danh là mẹ con, hai người giống nhau y như đúc. Đô, rẻ, tiền. Châu Hoa, cô không tôn trọng người lớn, còn không biết khiêm nhường. Tôi ra lệnh cho cô quỳ xuống. Xin lỗi gì ấy đi. Tôi lại sợ quá cơ. Diệp Phi, anh cũng chỉ là một tên cặn bã mà tôi không cần nữa thôi. Anh lại muốn ra lệnh cho tôi sao? Diệp Phi, cậu chắc vẫn chưa tỉnh ngủ hả? Bắt đầu nói nhảm rồi. Hơn nữa, cậu tự ý đến lễ ký kết của tập đoàn Vân Đỉnh, cậu cũng phải quỳ xuống đi. Tự ý đến sao? Những chỗ thuộc quyền quản lý của tập đoàn Vân Đỉnh có chỗ nào mà tôi không thể đến? Nếu nói về tư cách, cậu không có cửa so với tôi. Anh Diệp Phi, quy định của tập đoàn Vân Đỉnh rất nghiêm ngặt. Hay là chúng ta về đi. Bộ nghĩ đây là cái chợ, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Lũ óc heo mấy người, trừ khi quỳ xuống lại tôi 10 cái. Nếu không thì không ai được phép rời đi. Chúng ta từng là vợ chồng, bao nhiêu năm qua tôi đã giúp cô rất nhiều chuyện. Nếu như không nhờ có tôi, Châu gia các cô đã phá sản từ lâu rồi. Bây giờ tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Cô thật sự
Muốn tuyệt tình đến mức này sao? Diệp Phi, từng là vợ chồng nữa chứ. Cậu diễn cũng sâu thật. Từ đầu đến cuối, cậu còn chưa đụng vào một ngón tay của cô ấy. Nốt ruồi trên mông của vợ cậu, cậu còn không biết rõ vị trí của nó bằng tôi đâu. Tình cô dục như anh, có đi làm công cả đời cũng không mua nổi một cái túi mà Trần thiếu gia đã cho tôi. Muốn so tiền đúng không? Vậy lát nữa mở to mắt chó của mấy người ra, mày nhìn cho rõ. Trong vòng 3 phút, gửi 10 triệu đến chỗ ký hợp đồng. 3 phút mà gom được 10 triệu, cậu thật sự nghĩ cậu là chủ tịch tập đoàn Vân Định sao? Cái đổ rác rưởi, ở với tôi 3 năm, ăn uống tiêu xài đều dựa vào tôi. Đừng nói 10 triệu, nếu anh có thể lấy ra 1 triệu, tôi sẽ liếm sạch rác ở trên mặt đất ngay. Đây là cô tự nói đấy nhé. Lát nữa đừng hối hận. Châu tổng, tôi thay mặt Diệp Phi xin lỗi cô, là do chúng tôi quá bốc đồng. Xin lỗi cô, thẻ này là tất cả tiền tiết kiệm trong những năm qua của tôi. Tôi xin cô hãy bỏ qua cho chúng tôi. Chỉ có chút tiền này mà muốn tôi tha cho sao? Tôi giống mấy người không có tiền hả? Bây giờ cho cô 2 lựa chọn. Một là cô ngủ với tôi, hai là tôi ngủ với cô. Nào, cặn bã. Phế rồi. Tao phải xử mày. Trần thiếu gia, đừng đụng vào. Diệp Phi, tao sẽ dùng tiền đập ngủ mày. Muốn so tiền, cậu xứng sao? 10 triệu tiền mặt đính. Tiền kia, nhiều tiền quá. Trần thiếu gia, thật sự đến rồi sao? Trời ơi, như đây phải bao nhiêu tiền chứ? Anh Diệp Phi, số tiền này là anh gọi đến sao? Kịch hay mới chỉ bắt đầu thôi. Hoa hoa số 1, ai là anh Diệp Phi? Trần thiếu gia, đừng nói đây là người mà tên rác rưởi kia gọi đến đấy nhé. Diệp Phi là thứ rác rưởi gì, lẽ nào em còn không rõ sao? Tuyệt đối không thể nào. Người đẹp này, chỗ của chúng tôi không có anh Diệp Phi gì đâu, chỉ có một tên Diệp Phi chuyên ăn bám nhờ vợ thôi. Mắt của cô xinh đẹp quá, có phải là cô nhận nhầm rồi không? Anh là... Để tôi tự giới thiệu một chút. Ba tôi chính là chủ tịch của tập đoàn Trần Thị, và tôi chính là vai chính của buổi ký hợp đồng hôm nay. Trần Châu, đêm dài bất tận, chẳng hay cô gái xinh đẹp này có đồng ý cùng tôi thưởng thức bữa tối lãng mạn bên ánh nến không? Cái tên hề này, lãng phí thời gian của tôi. Anh Diệp Phi, tôi theo lệnh của thư ký Trương, đặc biệt đưa 10 triệu tiền mặt đến đây. Xin mời anh Diệp Phi xem qua. Vất vả rồi. Diệp Phi, cậu muốn làm gì? Ba tôi chính là chủ tịch tập đoàn Trần Thị, chú họ tôi là sếp lớn của tập đoàn Vân Định. Cậu dám chạm vào tôi thử xem, tôi sẽ đấm cậu ngủ. Diệp Phi, anh có đức hạnh gì mà đây còn không biết sao? Nếu anh cả gan mạo nhận số tiền 10 triệu này, tôi sẽ khiến anh phải hồi tù. Mạo nhận? Bây giờ tôi sẽ cho cô xem tôi có phải đang mạo nhận không. Bắt gặp gian phu dâm phụ này, đem chôn cho tôi. Vâng. Tên khốn nạn, cậu có chút tiền thì là cái thá gì? Cậu gây rối ở trên địa bàn của tập đoàn Vân Đỉnh thì cậu đang vả vào mặt của tập đoàn số 1 thế giới. Cộng thêm thế lực của Trần gia tôi, cậu ở Giang Bắc này sẽ không còn trốn dùng thêm nữa. Cậu tôi đợi chắc rồi. Tôi đi đường nào? Sau hôm nay, dù sao cậu cũng không nhìn thấy. Em cản cái ả điên này lại đi. Anh sẽ gọi điện thoại cho ba. Cản lại nó. Diệp Phi, dù sao chúng ta cũng quen biết lâu như vậy rồi. Anh thật sự muốn tự tình như vậy sao? Chia tay trong hòa bình không được sao? Diệp Phi, chia tay trong hòa bình sao? Cô công khai dẫn tên gian phu của mình về nhà, còn tùy tiện phỉ báng người bạn thân đã chơi cùng từ nhỏ, thậm chí còn bảo mẹ của cô ấy liếm sàn nhà. Cô cố ý dốc hết tâm tư chiếm đoạt hết tài sản công ty tôi, làm tôi mang nợ rồi ly hôn. Đây là
Chia tay trong hòa bình mà cô nói sao? Con người phải đi lên cao, nước thì chảy xuống chỗ thấp. Tôi chỉ muốn theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn mà thôi. Lẽ nào tôi sai sao? Cậu hay lắm, Diệp Phi. Lấy tiền. Đập ông đây. Nói cho cậu biết, chú họ của tôi, Trần Bảo, đã dẫn người tới cổng rồi. Tôi sẽ đứng đây để xem cậu làm gì được tôi. Trần Bảo, xem ra chuyện buổi sáng vẫn không khiến ông ta nhớ lâu được. Cậu cứ hỏi Trần Bảo. Bây giờ tôi bảo ông ta quỳ xuống, ông ta có dám đứng không? Bà cố nội nó, ai dám đụng vào cháu của Trần Bảo này? Trần Bảo, tiêu rồi. Anh Diệp Phi, mau đi đi. Trần Bảo là quản lý dự án thi công công trình dưới trướng tập đoàn Vân Đỉnh ở Giang Bắc này. Những nhân vật lớn khác cũng phải nể mặt ông ta ba phần. Yên tâm, hôm nay tôi sẽ đòi lại tất cả những ân ức trước đây mà hai người phải chịu. Chú Trần Bảo, nào, cháu nói cho chú nghe là ai. Chú sẽ xử hết bọn chúng để chút giận cho cháu. Chú họ, hình như cháu đắc tội người không nên chọc rồi. Ở Giang Bắc, ai dám đụng vào người của ông Trần Bảo đây? Cho dù hôm nay ông trời có đến, cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống xin lỗi thôi. Chú họ, anh ta kéo một xe chở tiền mặt đến, nói là muốn chôn sống chúng cháu. Anh ta nói anh ta bảo chú quỳ xuống thì chú sẽ không dám đứng dậy. Vậy sao? Đây chẳng phải là thiết bị xây dựng công trình của mình sao? Thằng đó đâu? Ở đó kia, chính là cậu ta. Lúc đầu cháu còn tưởng là cậu ta chỉ là thằng vô dụng thôi, nên cháu mới tùy tiện nói cậu ta mấy câu. Chú họ, chú nhất định phải cứu cháu. Trần Bảo, ông đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời mà. Xem ra Trần gia của ông thật sự không cần phải tồn tại nữa. Cậu thì là cái thá gì? Một thằng bê gạch thôi mà dám định phòng chuyện của Trần gia tôi sao? Vào sảnh đi. Thằng nhãi danh, thiên đường có cửa cậu không đi, địa ngục không lối cậu lại vào. Vậy hôm nay tôi sẽ dạy cho cậu một bài học. Nhưng mà con người Trần Bảo tôi đây, nói lý lẽ nhất. Tôi cho cậu một cơ hội. Nào cậu nói đi, hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chú họ, cái thằng rác rưởi này chỉ là một tên chuyển xi măng trên công trường của chú thôi mà lại dùng tiền dọa cháu. Nói đi, cậu lấy tiền ở đâu? Xe nâng là của tôi, tiền trên xe nâng tất nhiên cũng là của tôi. Nguyên tắc cơ bản nhất mà cũng không hiểu. To gan, cái thằng rác rưởi như anh nói xe nâng là của anh, tiền cũng là của anh, nhưng xe nâng rõ ràng là của chú họ tôi. Tôi nghĩ anh chính là cấu kết với người ngoài rồi trộm xe của chú họ tôi và tiền của chú họ nữa. Chú họ, chú nhất định phải trừng trị anh ta. Ông Trần Bảo, Trần thiếu gia, tôi xin lỗi, trong đây chắc chắn có hiểu lầm. Anh Diệp Phi, chỉ là vì bảo vệ tôi và mẹ tôi thôi. Anh Diệp Phi, nhân lúc chuyện còn có thể khống chế, anh mau nói rõ cho ông Trần Bảo đi. Không sao đâu, đừng sợ. Một Trần gia nho nhỏ tôi còn chẳng để vào mắt, còn một Trần gia nho nhỏ nữa. Chú họ, cậu ta căn bản không để Trần gia chúng ta vào mắt. Cậu trộm tiền để phung bạc, cậu nghĩ bản thân có năng lực lắm, có đúng không? Được rồi, tôi nghe hiểu rồi. Xe đứng trước cửa của tôi, bây giờ thành của cậu. Tiền trên xe nâng cũng là của cậu. Sao cậu không nói tập đoàn Vân Đỉnh này cũng là của cậu luôn đi? Ông đây bình thường ghét nhất mấy người phung bạc. Cậu có tin là bây giờ tôi khiến cậu to nặng không? Là ai to gan như thế, dám sự anh Diệp Phi hả? Cô là ai nữa đây? Tôi biết rồi, chiếc xe nâng đậu trước cửa là trò của cô đúng không? Còn tiền trong chiếc xe đó càng không cần hỏi nữa, chắc chắn là do thằng khốn Diệp Phi bảo cô lấy trộm đúng không? Tiền là do Triệu Thành, giám đốc ngân hàng Trung Khoái, đích thân mang đến trước mặt tôi. Xe nâng cũng là xe của nhà anh Diệp Phi. Còn về thân phận của tôi, được rồi, cô là ai kệ cô, đi chung với rác rưởi cũng không phải loại tốt đẹp gì. Cười rất quay hàm mất. Đồ đầu đội sừng, cậu không mời được diễn viên chuyên nghiệp hơn sao? Còn đánh người nữa, giám đốc Triệu đích thân mang đến nữa sao? Nói cho cậu biết, kể cả có là Trần gia về thế ở Giang Bắc, muốn gặp giám đốc Triệu cũng phải xếp hàng cả tháng trời. Cậu hả? Đợi 8 đời cũng không gặp được đâu. Vậy chỉ có thể nói cả lũ các người đều là thứ rác rưởi. Cậu gan, sao trước kia tôi không nhận ra kỹ năng chém gió thượng thừa của anh nhỉ? Điệu bộ chuyên nghiệp chưa kia, chắc không phải tôi đá anh khiến anh bị đả kích đến mức bị điên đấy chứ. Anh Diệp Phi, có cần tôi đuổi đám rồi nhặn này đi cho anh không? Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Cô mà đuổi bọn họ ra ngoài, họ vẫn không chừa đâu. Gọi cho Trường Tuyết, nói là cô ấy có 10 phút vừa đến đây để dạy cho hào môn giàu nhất Giang Bắc một bài học. Vâng, hay thật.
quả thật là đặc sắc. Đặc sắc quá đi. Trần Tổng, Vương Hùng tập đoàn Vương Thị, lễ ký kết hợp đồng của anh, sao lại có cả? Người đến diễn hề vậy? Sao anh không báo trước với tôi? Vương Tổng, chỉ là một con chuột nhắt lẻn vào đây thôi. Tôi sẽ cho người xử lý ngay, sẽ không làm anh mất hứng đâu. Rác rưởi, anh thấy chưa? Vương Hùng của tập đoàn Vương Thị sở hữu tài sản cách xù. Còn thân phận hiện tại của tôi chỉ tiếp xúc với những người ở tầng lớp quý tộc của Giang Bắc thôi. Mà những thứ này đều là do Trần thiếu gia cho tôi. Em yêu, sao em phải vì nước bọt với cái loại chó hoang sủa bậy làm gì chứ? Tập đoàn Vân Định là công ty tầm cỡ thế giới, nó có nghĩa là cái gì? Cậu ta có hiểu nó là cái gì không? Được rồi, nghi thức ký kết sắp bắt đầu rồi, cho người dọn dẹp đi. Nhớ là dọn thật sạch sẽ cho tôi. Sao lại để Trần thiếu gia đích thân ra tay chứ? Sao phải gấp gáp vậy? Không đợi thêm mấy phút được sao? Kịch hay mới bắt đầu thôi mà. Tên rác rưởi như anh còn muốn đợi gì nữa? Không lẽ đợi người tới hốt xác sao? Tưởng có người đến cứu anh hả? Nói thật cho anh biết, một khi đã đắc tội với Trần thiếu gia, không cần biết là ai đến cứu anh thì cũng đều vô ích thôi. Châu Hoa nói không sai. Đừng nói đến chuyện cậu chỉ là một tên rác rưởi. Cho dù cậu có thuộc giai cấp quý tộc, thì ở Giang Bắc này ai cũng phải ngoan ngoãn nằm dưới chân của Trần gia tôi. Bởi vì người đứng sau Trần gia là người cậu không động được đâu. Nhóc con, cậu có biết cậu đã phạm phải ba điều đại kỵ không? Tôi thật lòng muốn nghe thử. Tôi đã phạm phải đại kỵ gì? Thứ nhất, không nên xem trời bằng vung, trộm cắp trắng trợn ở công trình của Trần Tổng. Thứ hai, cậu không nên đắc tội với Trần gia và Châu gia. Trần gia là gia tộc quyền quý lão làng, Châu gia mới gia nhập hội quyền quý. Cậu đắc tội với bọn họ thì ở Giang Bắc vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Quan trọng nhất là điều thứ ba, cậu không nên phá hoại lễ ký kết của tập đoàn Vân Định. Đắc tội với tập đoàn Vân Định chỉ có tàn đời thôi. Buổi lễ ký kết giữa tập đoàn Vân Định và tập đoàn Châu Thị, loại gia tộc nhỏ bé như Vương gia, ông thể hiện gì ở đây vậy? Chán sống hả? Lên cho tôi. Cô đừng làm vậy nha, Hoa Hoa. Oanh hoang tự đắc, kiêu căng phách lối. Tập đoàn Vân Định sẽ không bao giờ làm ăn với các ông nữa. Đủ rồi, cô giỏi đánh nhau lắm đúng không? Vậy hôm nay tôi sẽ chơi với các người đến cùng. Còn ngây ra đó làm gì? Lên đi. Có giỏi thì ông thử động vào anh ấy đi. Thư ký Trương, cô đến đây làm gì? Mấy chuyện như ký kết hợp đồng, cô giao cho cấp dưới xử lý là được rồi. Cô nể mặt Trần gia như vậy, còn đích thân đến một chuyến nữa, cô có lòng quá rồi. Thư ký Trương, tôi là chủ tịch tập đoàn Vương Thị. Vương Hùng, tôi với Trần Tổng đây là đối tác làm ăn lâu năm, sau này mong cô chiếu cố nhiều hơn. Thư ký Trương, tôi rất biết ơn sự chiếu cố của tập đoàn Vân Định. Sau khi ký được hợp đồng này, tôi nhất định sẽ thể hiện thật tốt. Cô lấy đâu ra tự tin mà cho rằng dự án của tập đoàn Vân Định sẽ là của cô? Thư ký Trương, bao nhiêu năm qua, không phải chúng ta vẫn luôn hợp tác êm đẹp sao? Cô nói vậy là ý gì? Ý của tôi rất đơn giản. Tập đoàn Châu Thị của cô, bao gồm cả tập đoàn Trần Thị, từ nay về sau sẽ không có bất kỳ mối hợp tác làm ăn nào với tập đoàn Vân Định nữa. Diêm Phi, anh cứ phải hủy hoại tôi vào lúc tôi ở đỉnh cao nhất đúng không? Tự tin là tôi chưa từng làm gì có lỗi với anh. Sao anh cứ nhắm vào tôi vậy? Thư ký Trương, cô không đến từ đầu nên không rõ ngọn ngành. Tên rác rưởi này là chồng trước của Châu Tổng, chỉ vì chuyện ly hôn khiến cậu ta bất mãn nên mới cố ý lẻn vào làm loạn lễ ký kết. Hơn nữa cậu ta còn vô cùng đê tiện, trộm tiền và xe nâng của chú họ tôi nữa, hành vi vô cùng dơ bẩn. Tôi sẽ xử lý cậu ta ngay. Đúng đấy, bây giờ tôi sẽ lập tức xử lý chuyện này. Cô yên tâm, tôi tuyệt đối không làm lỡ đến trình ký kết hôm nay đâu. Xe tôi điều đến, sao lại thành xe của ông rồi? Không làm gì có lỗi với anh ấy sao? Ngoại tình, bán khống công ty, không phải đều là những chuyện dơ bẩn của cô sao? Trần thiếu gia, cô kéo tôi làm gì? Thư ký Trương hỏi cô kia, trả lời đi.
Tự dưng tôi nhớ ra, nhà tôi còn có chút chuyện vô cùng quan trọng, tôi phải về xử lý ngay. Xin lỗi nhé. Thư ký Trương, Trần Tổng, tôi còn có việc, xin phép đi trước đây, khoan đã. Cô ấy là thư ký hội đồng của Vân Đỉnh đấy. Anh không thấy, đến Trần gia cũng còn phải khép nép trước cô ấy sao? Anh khoan hẳn lên tiếng, đừng biến bản thân thành bia đỡ đạn. Không sao đâu. Thư ký Trương, là tôi mời đến đấy. Vương Tổng, không phải vừa rồi ông nói ông với Trần gia là đối tác lâu năm sao? Ông còn nói muốn giúp bọn họ xử lý tôi nữa, bây giờ ông đi không hợp lý lắm nhỉ? Diệp Phi, cậu đừng có lên mặt ở đây. Vương gia chúng tôi dù gì cũng là gia tộc quyền thế ở Giang Bắc, cậu đừng tưởng thư ký Trương đứng về phía cậu thì tôi sợ cậu nhé. Tôi chỉ đang nương tay với cậu thôi. Vương gia Giang Bắc nói giáo cho rằng không phân trắng đen. Thư ký Trương, theo quy tắc phải xử lý thế nào? Thư ký Trương, cô để nghe cậu ta, cô nghe tôi giải thích. Tôi đã thông báo xuống dưới rồi, tập đoàn Vân Đỉnh sẽ hủy bỏ mọi dự án hợp tác với Vương gia, tất cả công ty trực thuộc tập đoàn Vân Đỉnh, toàn bộ phong sát Vương gia Giang Bắc. Thư ký Trương, tất cả là lỗi của tôi, là tôi sai, tôi xin cô tha cho Vương gia, có được không? Chỉ với một câu nói có thể khiến thư ký Trương dùng tất cả sức mạnh của tập đoàn Vân Đỉnh để phong sát một gia tộc quyền thế. Cậu, rốt cuộc cậu là ai? Tôi đã nói rồi, đắc tội với anh Diệp Phi thì các người tiêu đời là cái chắc. Không cần phí lời với đám cặn bã này. Châu Hoa, cô thích tiền lắm đúng không? Hoa Hoa, đưa đống tiền này cho Châu Hoa, bảo cô ta nuốt hết tiền cờ cho tôi. Thư ký Trương, tôi là người của tập đoàn Vân Đỉnh mà, cô không thể để yên cho một người ngoài đứng trên đầu trên cổ tập đoàn Vân Đỉnh của chúng ta mà tè bậy được. Trương Tuyết, xem như tôi nhìn rõ rồi, cô đang dùng việc công báo thủ riêng vì cái thằng cờ hó này mà cô năm lần bảy lượt đánh tôi. Tôi sẽ đến chỗ chủ tịch tố cáo cô. Cho dù có là tập đoàn Vân Đỉnh cũng không thể vô duyên vô cớ trả đạp lên lòng tự trọng của Trần gia chúng tôi. Hôm nay cô phải cho tôi một lời giải thích, nếu không thì Trần gia sẽ không bỏ qua cho cô. Xem ra mấy người các anh đến bây giờ vẫn chưa thấy rõ tình hình rồi. Các anh cứ đi tìm Diệp Tổng mà tố cáo tôi. Chủ tịch của tập đoàn Vân Đỉnh là họ Diệp sao? Dì ơi, rồi nhặng nhiều quá. Chúng ta đi. Diệp Phi, rốt cuộc cháu có thân phận gì thế? Nhiều tiền như vậy mà lại không cần. Mẹ, chúng ta đi thôi. Diệp Phi, anh đừng đi. Diệp Phi, anh nói cho tôi biết, rốt cuộc anh có phải là chủ tịch tập đoàn Vân Đỉnh Diệp Tổng trong lời Trương Tuyết không? Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Liên quan gì đến cô? Tôi biến cô thành ngôi sao từ khi cô chưa có gì trong tay, nhưng bản thân cô lại không biết giữ. Vậy thì cô cứ quay về lại là con số không đi. Không, Diệp Tổng, ông xã, em sai rồi. Em ly hôn với anh là vì em không chịu nổi cái dạng người nghèo. Với lại, em ly hôn là vì muốn tốt cho anh mà. Bên ngoài có quá nhiều lời ra tiếng vào, ai biết anh có thân phận quan trọng như vậy chứ, đúng không? Vậy chúng ta không cần ly hôn nữa nhé. Nếu như tôi nói với cô, tôi chỉ là một công nhân bình thường, đống tiền đó không phải của tôi không có gì đặc biệt, thì cô còn muốn ở bên cạnh tôi không? Anh Diệp Phi, anh đừng ép Châu Hoa nữa. Cô ấy từ nhỏ đã chịu nhiều khổ cực, cũng không dễ dàng gì. Có rất nhiều người giống như vậy, nhưng không phải ai cũng đáng thương đâu. Tôi chỉ là một công nhân, nhưng tôi không thấy xấu hổ. Tôi kiếm tiền bằng sức lao động của mình, tôi không thấp kém hơn bất kỳ người chăm chỉ nào cả. Nói hay lắm, Diệp Phi. Chúng ta kiếm tiền bằng đôi bàn tay mình, chúng ta không xấu hổ. Gì, chúng ta đi thôi. Các người tự lo cho mình đi. Trương Tuyết, cô đợi đấy. Đừng tưởng cô thật sự có thể ở Giang Bắc một tay che trời. Anh Diệp Phi, hôm nay cảm ơn anh đã ra mặt nói đỡ cho mẹ tôi. Nếu không thì có khi sẽ xảy ra chuyện gì nữa mất. Vì tình cảm của cô dành cho tôi, cho nên có chuyện gì thì cô cứ nói nhé. Anh Diệp Phi, không phải thư ký Trương đã đưa anh 10 triệu sao? Sao anh lại có tiền mua phe ra gì thế? Đi thôi, lên xe. Chiếc này bao nhiêu tiền thế? Lên xe đi. Không thích sao? Chỉ cần được ở cùng anh thì tôi đi xe nào cũng được.
ngồi vững chưa? Đi thôi. Em yêu, anh báo cho em một tin tốt. Diệp Phi chỉ là một kẻ lừa đảo. Anh vừa mới nhận được tin, chủ tịch thật sự của tập đoàn Vân Đỉnh là người giàu nhất theo bảng xếp hạng Forbes. Ba anh ta mất 3 năm rồi. 7 hôm nữa sẽ tổ chức tiệc trở về. Mà Trần Gia Anh may mắn có được 2 tấm thiệp mời lận đấy. Nếu có thể cùng hội cùng thuyền với người giàu nhất thì cả Trương Tuyết và cả Diệp Phi. Đến lúc đó anh sẽ giúp em dọn dẹp hết. Diệp Tổng, sao lại đi xe điện thế? Châu Hoa, 3 năm trước cô còn không mua nổi chiếc xe điện đấy. Cô có tư cách gì nói Diệp Phi chứ? Người mà cô nói là Châu Hoa 3 năm trước, Châu Hoa bây giờ, xe gì mà không mua nổi chứ? Tô Yến, cái tên này phải xem vận của hắn. Còn cô, chỉ xứng nhận đồ rách của tôi thôi. Diệp Phi, chúng ta đừng chấp nhận với loại người này nữa. Chúng ta đi. Em gái, con xe này cũng cũ rồi, lên con xe mới của tôi đi. Chống sốc tốt lắm đấy. Anh Trần thiếu gia, anh làm gì thế? Nếu cái loại đó lên xe của anh, vậy chẳng phải sẽ làm bẩn xe của anh sao? Không thích xe mới sao? Không sao, ngày mai tôi đưa cô đến Thượng Thành Nhất Phẩm xem nhà. Nơi đó dựa núi gần sông, nhìn xuống được cả thành phố. Ở nơi đó loại người như cậu mà cũng xứng ở Thượng Thành Nhất Phẩm sao? Tôi không xứng. Thì lẽ nào một thằng rác rưởi đi xe điện như cậu thì xứng sao? Cậu giàu lắm mà đúng không? Vậy ngày mai chúng ta hẹn ở Thượng Thành Nhất Phẩm, không gặp không về. Được thôi. Đồ mọc sừng, tôi thích kiểu người có khí phách như cậu đấy. Ngày mai ở Thượng Thành Nhất Phẩm, ai mua nhà rẻ hơn thì người đó phải quỳ gối gọi người kia là ba. Diệp Phi, yếu châu còn hơn khỏe bò. Trần gia có gia sản trăm tỷ, thậm chí dù bị tập đoàn Vân Đỉnh nhắm đến cũng chỉ sụt giảm đôi chút. Người bình thường chúng ta không bị được đâu. Bây giờ hối hận còn kịp đấy. Mau quỳ xuống gọi ba nào. Có người chặn đường muốn làm con tôi, đương nhiên tôi phải góp vui cho người ta rồi. Cậu thèm đòn sao? Đi đây con trai ngoan, đồ nghèo khổ. Tới rồi. Diệp Phi, chúng ta thật sự phải vào sao? Đây là khu biệt thự sang trọng bậc nhất. Không mua nhà thì tính ở khách sạn biết sao? Hôm qua cô nhất quyết ở cùng một phòng, hại tôi thế nào cũng không dám ngủ. Còn không phải là vì tiết kiệm tiền cho anh sao? Ai mà biết chỉ còn phòng một giường chứ? Ai cho mấy người ở đây yêu đương nhăn nhít vậy? Phát cẩu lương thì ra chỗ khác phát đi. Có biết chỗ này là đâu không? Là Thượng Thành Nhất Phẩm đấy. Ai cho đôi tình nhân các người ở đây tình tứ thế? Bảo vệ, chúng tôi đến xem nhà. Mua nhà sao? Người có thể mua nhà ở đây, kém nhất cũng là đi Mercedes, BMW, còn cái xe điện tàn tàn của cậu. Tôi thấy là cậu đến kiếm chuyện đấy. Tôi đi xe điện thì sao? Bộ phải viết chữ có tiền lên mặt hay sao? Anh bảo vệ, xin lỗi nhé, thật sự xin lỗi. Anh Diệp Phi, anh đừng gây sự, làm lớn chuyện thì không hay đâu. Đừng sợ, chúng ta phải đi xem nhà. Đi, đứng lại, mau lái cái xe điện tàn cốt đi đi. Ở đây chúng tôi không tiếp đón. Thứ rác rưởi có ít hơn chục triệu. Cái người này, anh sao thế? Mắc gì anh lại đá xe chúng tôi? Không có tiền thì sao? Không có tiền thì không được vào xem sao? Chẳng lẽ anh thì có nhiều tiền như vậy sao? Thứ ở dưới đáy xã hội như cô có tư cách gì mà cãi nhau với tôi ở đây chứ? Tôi là nhân viên của Thượng Thành Nhất Phẩm. Tôi chỉ tiếp đón những người giàu có nổi tiếng trên thương trường thôi. Tôi có quyền quyết định ai được vào đây. Nói hay lắm. Trần thiếu gia, anh đến rồi. Đậu dùng tôi cái xe nhé. Dạ được. Xe của cậu cũng đậu rồi nhỉ? Tôi còn tưởng hôm nay cậu không dám đến. Cậu biết không, hôm qua vợ cậu được lắm đấy. Món đồ tôi dùng xong vứt đi mà cậu lấy chơi vui nhỉ? Cậu chán sống sao? Trần thiếu gia, đây là bạn anh sao? Chúng tôi không kết bạn với người làm việc chân tay. Người làm việc chân tay sáng thì bác xi măng, tối thì đi nhặt rác, cũng khỏe quá nhỉ. Lúc nãy không phải bảo hai người cút đi rồi sao? Sao còn chưa đi thế? Đừng nghĩ các người có tiền là muốn làm gì thì làm. Diệp Phi kiếm tiền bằng chính sức mình, các người dựa vào đâu mà bôi nhọ anh ấy? Cô nương ơi, cô biết Trần thiếu gia là ai không? Cô đắc tội nổi không? Mau quỳ xuống xin lỗi đi. Một tên bảo vệ còn con, cậu không biết khách hàng là thượng đế sao? Muốn làm khách hàng thì phải bước qua ngưỡng cửa này đã.
cậu đúng là đồ sâu bọ. Trần thiếu gia nói đúng quá, người xuất chúng như Trần thiếu gia mới là đối tượng phục vụ của chúng tôi. Thậm chí đám con gái theo đuổi tôi còn xếp hàng từ đây ra tới bãi đậu xe kia. Địa vị của tôi không thể đem so với hạng sâu bọ như cậu đâu. Tên này lanh lợi ghê nhỉ. Thưởng. Cảm ơn Trần thiếu gia, cảm ơn Châu tổng. Tôi nhất định sẽ phục vụ hai người thật tốt. Đã nhìn thấy chưa, tôi tiện tay tiêu chút tiền đã bằng tiền lương nửa năm của anh. Chăm sóc tốt cho con trai tôi nhé. Đợi tôi mua nhà xong, phải đợi bọn họ quỳ gối dập đầu nữa. Cô gái này, tướng tá cũng ngon lành quá chứ. Có muốn cùng anh đây đi chơi chút không? Không phải em muốn vào thượng thành nhất phẩm chụp hình thả thính mấy anh chàng sao? Chơi với anh xong rồi, anh có thể phá lệ mà cho em vào. Tránh ra, lưu manh. Anh tưởng ai cũng như anh sao? Đồ lẳng lơ. Tôi chịu chơi đùa cùng cô là cho cô mặt mũi lắm rồi. Cô còn đòi hỏi gì nữa? Bảo vệ quen, lập tức xin lỗi cô ấy. Tôi mới có thể không quy trách nhiệm vào cậu. Danh con, kiêu ngạo lắm hả? Hôm nay tôi sẽ thay Trần thiếu gia dạy cho cậu một bài học. Anh Diệp Phi, bỏ đi, hay là chúng ta mau đi thôi. Đi. Hôm nay Trần thiếu gia đã hạ lệnh xử. Hôm nay hai người không ai được đi hết. Ngoan ngoãn ở yên đây cho tôi, nghe rõ không? Cậu yên tâm, chúng tôi không đi đâu hết. Hôm nay tôi đến đây để mua nhà, nhân tiện xử lý luôn một tên kém cỏi. Lấy đâu ra cái thẻ đi rửa chân vậy? Cũng dám đem tới thượng thành nhất phẩm canh kiệu. Cậu cho rằng tôi là tên nhà quê chưa thấy thứ này bao giờ hả? Tiền vốn không tới 10 triệu tệ thì không được vào. Tôi thấy cậu vẫn nên ngoan ngoãn ngồi yên ở đây, đợi Trần thiếu gia phạt đi. Nếu tôi là cậu thì trước tiên tôi sẽ đi kiểm tra số tiền trong thẻ rồi. Kiểm thì kiểm. Đồ lẳng lơ, hãy nhìn cho kỹ. Nhìn người đàn ông của cô bị tôi vả vào mặt như thế nào. Anh Diệp Phi, người ở thượng thành nhất phẩm, nhìn sơ qua toàn người máu mặt. Cách che giấu và qua mặt của anh ở đây không có tác dụng. Vậy đi, anh đợi chút rồi anh nói anh nhập thẻ rồi, nên dùng thẻ của tôi. Mặc dù không có nhiều tiền, nhưng có còn hơn không. Quyền hạn không đủ. Tiêu Hà, giám đốc thượng thành nhất phẩm. Thẻ đen cao cấp đã biến mất 3 năm nay, vậy mà lại xuất hiện ở Giang Bắc. Ai? Rốt cuộc là ai có tư cách dùng được nó? Thẻ đen của các ông chủ đứng đầu bảng xếp hạng Forbes. Mau, mau chuẩn bị xe, tôi muốn đến khu bán nhà. Nhất định phải bằng mọi giá đến chỗ của chủ nhân thẻ đen cao cấp. Vâng. Quyền hạn không đủ. Lẽ nào chính là thẻ đen cao cấp trong lời đồn? Thẻ rửa chân này của tôi bây giờ đã có tư cách vào trong chưa? Quý ngài tỷ phú, là tôi có mắt như mù. Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi xin lỗi anh, là tôi không biết nhìn người. Tôi xin lỗi, ở nhà tôi còn mẹ già con thơ. Xin hãy tha mạng cho tôi, tha mạng tôi đi mà. Trễ rồi. Anh Diệp Phi, anh ta chẳng qua chỉ là một tên bảo vệ. Hay là chúng ta tha cho hắn đi. Người đáng thương cũng có người đáng hận. Nếu như không lấy cái thẻ này ra, thái độ của anh ta đối với cô khi nãy, người tổn thương chỉ có cô thôi. Tôi hiểu rồi. Trần thiếu gia, đây là khu vực bên ngoài của thượng thành nhất phẩm, biệt thự cao cấp nhất, với giá bán dao động khoảng 50 triệu tệ. Anh xem và suy nghĩ nhé. Trần thiếu gia, căn này nền móng rất tốt, coi bộ sửa sang lại sẽ đẹp lắm đó. Hay là chọn nó nha, mua căn đó xong chúng ta làm phòng tân hôn luôn. 50 triệu tệ, chỉ có 50 triệu tệ. Với thiếu gia Trần gia hào phóng đây, không lẽ không có nổi sao? Ai nói tôi không có? Tên rác rưởi này, sao cậu vào đây được? Tên danh đó không phải nói là dịch vụ ở đây chất lượng cao nhất sao? Người đâu? Chút nữa thì cậu sẽ biết thôi. Loại chó hoang mèo hoang mà cũng có thể đứng xem nhà cùng tôi, phải không? Thượng thành nhất phẩm, mấy người làm ăn như vậy sao? Không mua nữa, đi. Trần thiếu gia, thật ngại quá. Đây là sai sót của chúng tôi sẽ đuổi họ ra ngoài. Chào anh, thật ngại quá. Thượng thành nhất phẩm chúng tôi chỉ đón tiếp những vị khách cao quý. Mời anh ra ngoài. Thái độ phục vụ này của cô, cao quý hay nghèo hèn đều không phải người sao? Chỉ vì để vừa lòng loại thiếu gia ăn chơi này mà đuổi khách ra ngoài. Tính cách này của cô không hợp với việc buôn bán. Cô ấy hợp hay không cũng không tới lượt kẻ thấp hèn như anh. Ở đây nhiều lời, nơi cao cấp này không phải ai cũng có thể mua được. Muốn mua nhà hả? Vậy tới mấy hộ chuột đi, ở đó còn nhiều lắm. Tha hồ mà cho anh lựa, nói không chừng có một căn hợp với anh đó. Đồ rác rưởi, đừng làm bộ mặt hống hách đó ở đây. Ngoan ngoãn quỳ xuống, gọi ba đi. Nếu thái độ tốt, tôi có thể nói với họ một tiếng để cậu được ở lại hưởng ké chút máy lạnh. Nếu cậu nóng lòng muốn nghe tiếng ba tới vậy, được, tôi cho cậu toại nguyện.
căn nào là căn mắc nhất? Đưa hợp đồng đây, tôi mua rồi. Thưa anh, đây là khu biệt thự của chúng tôi. Nếu anh muốn mua nhà bình thường, khu ổ chuột bên kia có bán nhà giá rẻ đấy. Thái độ cô là sao vậy? Trên băng rôn của cô viết gì thế? Có phải lừa mình lừa người không? Tôi muốn báo cáo cô. Thật ngại quá, tôi chính là quản lý bộ phận bán hàng của Thượng Thành Nhất Phẩm. Cô có ý kiến gì? Có thể bảo lưu lại. Nhưng mà nếu cô dám chọc giận, làm khách tôi không vui, vậy thì thật ngại quá. Đừng trách tôi. Đóng cửa thả chó. Mau xin lỗi cô ấy, nếu không tự chịu hậu quả. Nói mà không biết ngại, dám gây ồn ào ở Thượng Thành Nhất Phẩm. Lần này, cho dù ông trời có tới cũng không cứu nổi anh quản lý. Tôi muốn bọn họ quỳ xuống bỏ ra ngoài. Khách hàng là thượng đế, Châu Tổng đã nói vậy rồi. Người đâu? Anh xem, tự mình quỳ xuống hay là được tôi đích thân ra tay đánh gãy chân anh? Cô đòi đánh gãy chân ai vậy? Tiêu Tổng, sao đích thân chị tới đây vậy? Tiêu Tổng, tên rác rưởi này dám đến đây gây chuyện. Trần thiếu gia đã nhắm trúng một căn trị giá 50 triệu tệ của chúng ta, sắp ký hợp đồng đến nơi rồi thì tên bẩn thỉu này không biết chui từ đâu ra tới đây phá đám. Trần gia chỉ là một nhà bình thường, chắc chắn là không có thẻ đen cao cấp đó. Nhưng bây giờ tới đây xem nhà, chỉ có hai người này. Chị Tiêu Hà, ba tôi là Trần Sơn. Hôm nay tôi đến chỗ cô để mua nhà. Tên rác rưởi này cố tình kiếm chuyện, cho nên tôi mới nhờ quản lý Tưởng giúp tôi xử lý hắn thôi. Không phải, chúng tôi không có. Rõ ràng là chúng tôi chỉ đến xem nhà, xem cái đầu cô. Cô mua được nhà ở đây hả? Cô có tư cách gì để nói chuyện? Đồ lắm lời. Tôi mua được hay không? Không tới lượt cô ở đây xen vào. Chị Tiêu Hà, chị nhìn xem, người này đứng trước mặt chị mà còn hành xử vậy đó. Khác gì đang tát vào mặt chị đâu. Tôi không biết tính tình chị ra sao. Còn tôi thì không nhịn được đâu. Chú ý thái độ của cậu đi. Cho dù là Trần Sơn đứng trước mặt tôi thì cũng phải có phép tắc. Không biết anh nhắm trúng căn nào rồi? Tôi đổi ý rồi. Tôi không mua căn nào hết. Dám chế nhạo Tiêu Tổng, bảo vệ Thượng Thành Nhất Phẩm của cô. Tôi thu mua lại rồi. Thu mua, thẻ đen cao cấp. Quả nhiên là anh ấy. Không ngờ tỷ phú luôn đứng đầu bảng xếp hạng Forbes lại trẻ đến như vậy. Tên nghèo hèn như anh, tôi còn không dành sao? Ở cùng anh lâu vậy rồi, anh làm gì có tiền mà mua chứ? Dựa vào thẻ trung tâm tắm hơi này hả? Rùa rụt cổ, cậu có biết cậu đang nói gì không? Toàn bộ Thượng Thành Nhất Phẩm trị giá hơn chục tỷ tệ. Nếu muốn thu mua, trừ khi là người đứng đầu bảng xếp hạng Forbes, Trần gia chúng tôi cũng chỉ đáng sách dép cho Tiêu Tổng đây. Cậu là cái thá gì chứ? Tôi không có năng lực như vậy. Tiêu Hà đang ở đây, hỏi một câu là biết. Tiêu Tổng sẽ không thèm để ý những kẻ thấp kém như anh đâu. Nhưng chuyện đó không có nghĩa là anh có thể lừa chúng tôi. Rùa rụt cổ, hôm nay tôi sẽ thay Tiêu Tổng dạy cho cậu một bài học, đánh cho não cậu thành não chó luôn. Tôi thấy cậu mới là não chó đó. Chị Tiêu Hà, tôi đang giúp chị dạy dỗ tên nghèo hèn này mà. Trần gia là cái thá gì chứ, dám ở chỗ tôi lộng hành. Mau cút đi cho tôi. Thưa anh, thẻ của anh để bồi thường những tổn thất hôm nay của anh. Tiêu Hà, tôi tình nguyện đem tất cả tài sản Thượng Thành Nhất Phẩm bán cho anh với giá thấp nhất, chỉ mong anh niệm tình tha thứ. Tôi cũng không chiếm lợi của cô. 10 tỷ tệ, tôi chỉ muốn một căn ở khu biệt thự. Nhưng mà tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ ai của Châu gia và Trần gia hết. Cô hiểu ý tôi rồi chứ? Nực cười. 10 tỷ tệ, Tiêu Tổng, hắn không nghe rõ lời của anh Diệp Phi vừa nói sao? Lấy danh nghĩa Thượng Thành Nhất Phẩm, lập tức ban hành lệnh cấm. Bắt đầu từ ngày hôm nay, đừng để tôi nhìn thấy Châu gia, Trần gia các người nữa. Tôi sẽ đi làm ngay. Khoan đã, để cháu của Trần gia làm việc thì không thích hợp cho lắm. Diệp Tổng, anh Diệp Phi, tôi biết sai rồi. Tôi cũng là bị ép thôi. Tôi và Trần gia bọn họ thật sự không liên quan gì hết. Diệp Tổng, xin anh đừng có đuổi việc tôi. Bớt cái kiểu này đi. Kể từ hôm nay, Thượng Thành Nhất Phẩm giảm giá diện rộng, chỉ phục vụ cho người dân lao động, có lợi cho người dân. Mấy quý tộc vanh vanh váo, quen thói trị thượng, để bọn họ cút hết đi. Thằng khốn này, rốt cuộc cậu đã cho Tiêu Tổng uống bộ mê thuốc lú gì hả? Cái loại như cậu chỉ xứng giống cột hút ở dưới gầm cầu mà thôi, làm sao xứng chống đối với chúng tôi. Trần Sơn, sao lại nuôi dạy ra một tên rác rưởi như cậu? Trần Châu, cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không? Tôi và tên vô dụng này sống cùng nhau 3 năm trời, anh ta có đức hạnh gì tôi không biết sao? Cô già nên hồ đồ rồi đúng không? Vậy mà bị một tấm thẻ làm cho xoay mòng mòng. Châu gia, nhà giàu mới nổi ở Giang Bắc, vậy phiền cô đến đây xem chút. Lịch sử giao dịch là thật hay là giả? Xem ra cô thật sự không hiểu tại sao trong 3 năm Châu gia lại phát triển
càng ngày càng thuận lợi như thế. Không được, chúng ta là vợ chồng. 10 tỷ này của anh là của tôi, trả tiền lại cho tôi. Giấy ly hôn do chính tay cô ký, công chứng tài sản cũng do chính tay cô làm. Hai chúng ta đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Good. Tôi không muốn nhìn thấy họ nữa. Vâng. Good. Lập tức đuổi hai người này ra bên ngoài cho tôi. Tiêu tổng, chúng ta nói chuyện lại nhé. Tiêu tổng. Tô Yến, thích căn nào? Thoải mái chọn. Không, không được. Anh Diệp Phi, mấy căn nhà này đều quý giá quá. Vậy nhiều nhà như vậy, mình tôi sao ở hết được. Cô coi như giúp tôi chút đi. Cô có thể đón dì qua đây, để dì ấy có thể tận hưởng một chút. Anh Diệp Phi, anh có tiền như vậy, sao 3 năm qua? Thật ra tôi không có cảm giác với tiền. Tôi chỉ là muốn có một tình cảm chân thành mà thôi. Tại sao? Tại sao Diệp Phi lại có tiền như vậy? Cậu ta thế mà có thể cưỡi lên đầu tôi. Tác oai tác oái. Trần thiếu gia, vậy anh nói xem giờ em nên làm gì? Có phải cô và cậu ta cùng nhau chơi tôi không? Làm cái gì công chứng tài sản chứ? 10 tỷ đến tay rồi còn bay mất. Cô biết không, em quen anh ta 3 năm rồi. Em không biết tại sao lại như thế. Đừng nói nữa. Bây giờ tập đoàn Vân Đỉnh và Thượng Thành Nhất Phẩm bắt tay nhau tàn sát hai nhà chúng ta. Muốn lật kèo, chỉ có đợi đến tiệc trở về của nhà giàu nhất. Nếu bám được lên nhà giàu nhất, mặc kệ cậu ta tên là gì đi nữa thì đều phải quỳ xuống hết. Nhưng mà em nghe nói Forbes đứng đầu bảng liên tục 5 lần, bây giờ nhân vật giàu nhất kia tổ chức tiệc quay về, anh ta cũng họ Diệp. Anh nói xem, không thể nào vào được danh sách Forbes, toàn là mấy ông giả sắp rụng răng thôi. Diệp Phi có bản lĩnh gì chứ? Tôi ngược lại có ý hay đây. Chúng ta đã lạm dụng tiền công quỹ của tập đoàn Châu Thị vô số lần rồi. Hay là chúng ta tố cáo Diệp Phi lạm dụng tiền công quỹ đi. Anh Diệp Phi, cảm ơn anh. Căn nhà đó coi như là tôi mượn anh. Đợi tôi có tiền rồi, tôi sẽ trả lại cho anh. Những trải nghiệm của hai ngày vừa qua mới khiến tôi cảm thấy tôi đang được sống một cách quang minh chính đại. Cô uống nhiều rồi, hay là tôi đưa cô về nghỉ ngơi nhé? Không muốn. Anh Diệp Phi, anh nói đi, tôi đẹp không? Đẹp. Tiền Lý, đại thiếu gia Tiền gia. Anh là ai? Người đẹp, vóc dáng được đó. Đừng, anh đừng có đụng vào tôi. Cái thằng rác rưởi này nhìn là biết vô dụng. Chơi với cậu ta làm gì? Cô ra giá đi. Tối nay cứ đi theo tôi đi. Bỏ ra. Tính tình cũng khá nóng nảy đó. Tôi rất thích. Đi, buông ra. Cô ấy quen cậu sao mà cậu làm như vậy? Xin lỗi bạn tôi ngay, nhãi danh. Tôi khuyên cậu bớt lo chuyện bao đồng. Cậu cũng không biết nghe ngóng chút. Danh hiệu của tiền thiếu gia tôi ở Giang Bắc. Người phụ nữ mà tôi thích, không ai là không ngủ được đâu. Anh là tài phiệt ở Giang Bắc. Tiểu thiếu gia, tiền lấy sao? Cục cưng, giờ hối hận rồi đúng không? Nào, phục vụ tôi thoải mái thì cô sẽ được hưởng lợi. Anh Diệp Phi, Tiền gia là gia tộc lâu đời ở Giang Bắc, tài phiệt hàng đầu. Nhân vật như vậy chúng ta đắc tội không được đâu. Anh cứ kệ tôi, anh đi trước đi. Chỉ cần tôi ở đây, không ai có thể ép buộc cô. Lê ma lê mê gì đó hả? Cô mặc ít như vậy chẳng phải là để dụ trai nhà giàu sao? Sao nào? Số tiền mà tiền thiếu ra đây cho ít quá hả? Có tiền thì có thể làm sằng làm bậy sao? Thằng khốn, khiến cậu tự ti rồi sao? Cậu xem cả bộ đồ trên người mình cộng lại còn không bằng tiền cơm một ngày của tôi. Nói cho cậu biết, đã không có tiền thì đừng học người khác đi tán gái. Hôm nay người phụ nữ này tôi phải chơi bằng được. Tôi ở đây, tôi sẽ không để cậu đụng vào một ngón tay của cô ấy. Hối quá, gấu được nhà tôi.
ăn mặc còn tốt hơn cậu đó. Sao nào cô gái? Tôi cho cô thêm một cơ hội. Cô tự mình đi theo tôi, hay là tôi sai người trói cô đi? Tiền thiếu gia, tôi cầu xin anh bỏ qua cho bạn tôi đi. Tôi thật sự không phải loại phụ nữ đó. Tôi xin anh đó. Giả vờ trương trinh làm gì hả? Do tôi nói chưa đủ rõ ràng sao? Hay là tôi cho chưa đủ tiền? Thứ tôi cho cô chắc chắn sẽ nhiều hơn thằng rác rưởi kia. Người đẹp, đừng mà. Đã thời đại nào rồi? Chơi một chút, rất là bình thường mà. Bỏ ra, đừng mà. Nếu cậu còn chưa tỉnh táo thì tôi có thể giúp cậu một chút. Anh Diệp Phi, chúng ta vẫn nên nhịn một chút đi. Tiền gia, chúng ta tuyệt đối đừng đắc tội Tiền gia. Nếu không sau này chúng ta ở Giang Bắc sẽ không còn trốn dung thân nữa. Cô không cần lo. Nếu như Tiền gia không nghe lời, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể khiến cậu ta phá sản. Nói khoác gì đấy hả? Dám khiến Tiền gia chúng tôi phá sản sao? Cậu cũng không đi tìm hiểu một chút ở tập đoàn Vân Đình, ai dám nói như vậy hả? Tiền thiếu gia, anh tuyệt đối đừng để ý. Bạn tôi uống nhiều quá nên nói bậy bạ thôi, anh đừng để trong lòng. Sao nào, chuyện này cứ vậy là xong sao? Vậy Tiền thiếu gia tôi sau này làm sao sống ở Giang Bắc nữa? Không phải, chỉ cần anh bỏ qua cho bạn của tôi, anh nói gì tôi cũng đồng ý làm hết. Tô Yến, không cần thiết xin cậu ta một Tiền gia mà thôi. Anh Diệp Phi, tôi biết thân phận anh không tầm thường. Nhà ở thượng thành nhất phẩm, nói mua là mua. Nhưng thượng thành nhất phẩm dù sao cũng giới hạn ở Giang Bắc, còn sản nghiệp của Tiền gia thì đâu đâu cũng có. Đây căn bản không cùng một đẳng cấp. Bảo tôi tha cho tên khốn này cũng không phải không được. Vậy đi, cô chơi với thiếu gia đây một chút, ngay trước mặt cậu ta, phục vụ thiếu gia tôi vui vẻ. Đến lúc đó hai người đều có thể đi. Tiền thiếu gia, cô không cần gấp gáp cầu xin tôi. Vậy đi, cô cởi một món đồ, tôi trả một chút tiền. Tôi đã nhìn thấy chưa? Không có người phụ nữ nào mà bổn thiếu gia không có được. Nếu như có, vậy thì thêm một giấc nữa. Cậu nhiều tiền lắm đúng không? Có thể nói như vậy. Ở Giang Bắc, Tiền gia tôi là người giàu nhất. Hầu hạ cho tôi thật tốt, tôi cũng sẽ thưởng cho cô nhiều hơn. Trùng hợp, con người của tôi không có gì ngoài tiền cả. Tôi làm đại gia 5 năm đã chán rồi. Dám nhận mình là đại gia trước mặt tôi hả? Người đâu? Tiền thiếu gia, lấy chai rượu cô nhắc Louis 13 ra đây cho tôi. Hôm nay tôi sẽ cho mọi người xem cách mà tôi dùng tiền để đè bẹp tên cặn bã này. Thằng nhóc, có biết đây là rượu gì không? Rượu cô nhắc Louis 13, một chai 200 ngàn đó. Thiếu gia tôi thường dùng nó để súc miệng. Cậu biết mùi vị ra sao không? Chưa từng thấy nó chứ gì. Mấy đồ ngoại, uống không quen. Chưa từng thấy thì nói, không phải cậu là người giàu có sao? Thể hiện quyền lực ra xem nào. Nếu hôm nay cậu không thể chứng minh được, tôi sẽ bắt cậu uống hết cả rượu lẫn chai. Kiêu căng ngạo mạn, hôm nay tôi sẽ thay mặt người lớn dạy cho cậu một bài học nhớ đời. Gửi cô định vị rồi đó, mang ít tiền qua đây đi. Mang ít tiền sao? Cậu nghĩ đây là quán ăn ven đường hả? Đến đây kết giao vài người bạn, uống vài ly, vậy là xong sao? Nhãi danh, rượu mà Tiền thiếu gia tôi uống không phải là loại cậu chỉ bỏ vài trăm ra là có thể uống được. Rượu mà Tiền thiếu gia dùng chỉ cần mang chai rượu không ra ngoài cũng bán được 2 ngàn. Loại nghèo mặt như cậu đủ trả một tháng lương cho cậu đó. Anh Diệp Phi, hay là chúng ta nên xin Tiêu tổng đi, cô ấy chắc sẽ có cách thôi. Không cần mấy loại thấp kém như vậy, lát nữa bọn họ sẽ phải quỳ xuống cầu xin tôi tha cho bọn họ thôi. Mấy người bạn của cậu chắc sẽ đến chứ? Để bổn thiếu gia đợi lâu như vậy, tính giỡn mặt với tôi hả? Đừng vội như vậy mà, cứ đến đầy đủ đi. Rồi tôi vả một lần, trói cậu ta lại cho tôi đi. Hôm nay bổn thiếu gia sẽ dạy hắn làm sao để nuốt cả bình rượu. Đụng đến tôi, mấy người sẽ phải hối hận. Tôi không biết thế nào là hối hận. Dừng tay. Cũng biết chuẩn bị bất ngờ cho lão tử sao? Yêu kiều và mỹ miều, chân dài nữa, không cần biết ai sắp xếp, tôi sẽ lấy hết. Em gái, gặp được nhau là duyên. Hoa hoa số 2, đi chơi với anh nha. Không biết quản bàn tay dơ bẩn của mình thì vứt nó đi.
con ả này thật là không biết điều. Cô biết tôi là ai không? Tôi không biết anh là ai, nhưng anh cần phải biết, anh Diệp Phi là chủ nhân của tôi. Anh Diệp Phi, tiền viện phí 50 triệu đã được chuẩn bị xong xuôi, tôi có thể tiễn vong anh ta không? Tiền thiếu gia, hình như lần này thật sự gặp phải vua Lê Đòn rồi. Vớ vẩn, vua Lê Đòn gì chứ? Bộ tiền gia tôi không mạnh sao? Hai người, tôi nói cho cậu biết, đừng tưởng rằng có tiền rồi muốn làm gì thì làm. Tiền gia chúng tôi thuê được rất nhiều quán quần võ thuật đó. Bớt nói nhảm đi, mau qua đây xin lỗi cô ấy. Nếu không, cho dù là Đại La Kim Tiên có đến đây cũng vô dụng. Nói hay lắm, dám đánh cháu trai tôi, cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế đến đây cũng không giúp được cậu đâu. Chú hai, chú hai, cuối cùng chú cũng đến rồi. Chú mau nhìn cái lũ đó đã đánh cháu ra nông nổi này, chú phải trả thù thay cho cháu. Tiền Đạt sao? Là người hai mặt có tiếng ở Giang Bắc. Tiền Đạt chú hai của Tiền Lý. Anh Diệp Phi hay là chúng ta? Tiền ra mấy người thì có chút tiền, tác oai tác quái. Bây giờ tiền không đủ để so, thì giống đến sức mạnh. Cái gì kêu thế? Cậu có quyền lên tiếng ở đây hả? Biết Giang Bắc này ai là ông chủ không? Hỗn láo. Tiền Đạt, anh Diệp Phi nói chuyện đàng hoàng với ông, ông lại không biết điều, coi chừng hối hận không kịp đó. Chú hai, vừa nãy chính là con ả này đã đánh cháu. Cũng ghê gớm quá nhỉ. Chuyện cô đánh cháu tôi, cô tính thế nào hả? Tôi đã mang tiền đến rồi, mấy người mang hết đi cũng được, nhưng mà phải xin lỗi cô ấy đã. Chú hai, chú còn chưa trả thù cho cháu đó. Tiền tôi sẽ lấy, người này tôi cũng sẽ lấy. Tiền gia ông đang chơi đùa với lửa đó, có cá tính. Biết chú hai thích gì không? Chú hai thích nhất phụ nữ cá tính như vậy. Cô em, chú hai, chú có sao không? Mấy người còn đứng đó làm gì? Xông lên đi. Đừng đánh nữa, cô là bà nội của tôi rồi. Tôi chịu thua, chúng tôi sai rồi. Cô hãy chữa cho tôi chút mặt mũi được không? Cầm số tiền này đi mua thuốc chữa trị đi, phần còn lại giữ đó dùng cho lần sau nữa. Không cần tiền đâu, sau này tôi không dám như vậy nữa. Còn không mau cút đi. Các cô cũng về đi. Vâng. Hay là để tôi đưa cô về nhà. Diệp Phi, cậu dám tự ý dùng công quỹ, lần này gây họa lớn rồi. Còn có tâm trạng ở đây ân ái với tình nhân sao? Sao đi đâu cũng gặp vậy? Lê Dũng, đội trưởng đội chấp pháp giả. Cô Châu đây, tố cáo cậu tự ý dùng công quỹ của tập đoàn Châu Thị. Bây giờ cậu có thể giữ im lặng, nhưng mọi lời nói tiếp theo của cậu sẽ trở thành bằng chứng trước tòa. Ăn có thể bệnh, nhưng nói thì không được bệnh. Tôi hoàn toàn không tham gia vào việc của tập đoàn Châu Thị. Anh có quyền gì dẫn tôi đi? Bớt nói nhảm. Anh, được rồi, tôi có thể đi với mấy người, nhưng mà hậu quả hy vọng mấy người có thể chịu đựng được. Làm sao có thể? Sao lại như vậy được? Châu Hoa bọn họ sao có thể vu khống anh như vậy chứ? Anh Diệp Phi yên tâm, lát nữa đội trưởng Lê đến đây, tôi nhất định sẽ làm chứng cho anh. Không sao đâu, một lát nữa thôi. Người đeo cái này sẽ là Châu Hoa bọn họ. Diệp Phi, cậu khai thật đi, rốt cuộc cậu đã lấy bao nhiêu tài sản của tập đoàn Châu Thị? Bây giờ tiền đang ở đâu? Đội trưởng Lê, anh Diệp Phi bị vu oan. Tôi xin anh hãy điều tra rõ ràng sự thật trước, rồi hẳn xét xử được không? Đương sự đều đang ở đây, còn dám ngụy biện. Diệp Phi lợi dụng lòng tin của Châu Hoa trong lúc làm việc, tự ý sử dụng công quỹ, đó chính là sự thật. Tô Yến, cô giúp Diệp Phi như vậy, chẳng lẽ cô cũng là đồng phạm sao? Đúng đó, đội trưởng Lê, Tô Yến cô ta cũng không phải người trong sạch gì. Kiểm tra, phải kiểm thật kỹ, đó chính là sự thật. Tôi khuyên hai người mau giao số tiền đó ra đây, nếu không hai người sẽ phải đối mặt với bản án nghiêm trọng nhất. Nói bắt là bắt,
chỉ dựa vào quan điểm của riêng mình. Ai cho anh cái gan này vậy? Dám làm ăn kiểu này sao? Tôi thấy chắc lương tâm của anh cũng đang cắn rất lắm. Đội trưởng Lê, anh nói vớ vẩn, sao anh có thể chất vấn đội trưởng Lê hả? Anh ấy chính là một vị thám tử nổi tiếng. Hồi lúc người ta điều tra những vụ án lớn, có lẽ anh còn đang ở trong góc nào đó uống sữa đó. Mấy người suốt ngày đổ trắng thay đen, tôi không chấp nhận, tôi muốn kháng cáo. Mọi người ở tập đoàn Châu thì ai ai cũng biết, người thực sự nắm giữ tài chính của tập đoàn chỉ có một mình Châu Hoa. Bây giờ xảy ra sự cố, người khó thoát khỏi liên can cũng là cô Châu Hoa. Không chịu thì cũng tệ. Ở đây tôi là người đặt ra quy tắc. Uy lực to lớn đó, Lê Dũng, Đại Thanh đã sụp đổ rồi, anh vẫn nghĩ đây là thế giới của bạo quyền sao? Thằng nhóc này thiếu bản lĩnh nhưng lại rất mạnh miệng. Cậu có tin tôi sẽ đưa cậu ra không? Anh, mấy anh đang thực thi pháp luật bằng bạo lực sao? Tôi có thể bạo hơn nữa đó. Lột đồ cô ta ra đi, thỏ trắng nhỏ. Cô vớt nói sẽ có lợi cho cô hơn. Một đứa từ dưới quê lên đây như cô, thật không biết điều. Bây giờ làm tiểu tam của Diệp Phi cũng đành, còn manh vực anh ta khắp nơi. Sao hả? Có phải cô chưa từng gặp đàn ông không? Châu Hoa, dù sao Tô Yến cũng là bạn thân mười mấy năm của cô. Cô ấy đã giúp cô rất nhiều thứ. Cô có mặt mũi để nói như vậy sao? Mới đó đã đau lòng rồi. Hay là tại vì tôi nói anh không phải là đàn ông nên mới đau lòng. Ở với nhau 3 năm nhưng chưa từng đụng đến phụ nữ, chức năng đó chắc cũng suy yếu rồi quá. Hay là để tôi cho thỏ trắng nhỏ của cậu một ngôi nhà nha. Dù sao tên cặn bã này đã bị tuyên án tử hình rồi, đừng phí lời với cậu ta làm gì. Tử hình sao? Châu Hoa, Châu Tổng, hãy để tình cảm bao nhiêu năm qua của chúng ta, hai người hãy cứu anh Diệp Phi với. Hai người cũng biết anh ấy là người như nào mà. Anh ấy không thể tham nhũng, cuộc đời anh ấy còn rất dài. Thôi im đi, cô là cái thá gì mà đụng vào người tôi. Cô chỉ là một con sen mười mấy năm qua của tôi thôi, còn muốn bay lên cao hóa thành Phượng Hoàng sao? Cô đừng lo, một lũ kém cỏi như bọn họ không thể tuyên án tử hình cho tôi đâu. Không cần cầu xin làm gì. Nhưng mà đội trưởng Lê đã nói rồi. Đội trưởng Lê sắp phải quỳ xuống đây cầu xin tôi rồi. Nực cười. Cậu tham nhũng một khoản tiền lên đến hàng chục tỷ, có quyền gì mà bắt tôi quỳ xuống? Tôi khuyên cậu nên sớm giao toàn bộ số tiền tham nhũng ra đi. Tôi còn có thể tha cho cậu một mạng. Đội trưởng Lê nói đúng đó. Còn không mau giao bất động sản của Thượng Thành Nhất Phẩm ra đây. Hợp đồng bất động sản của Thượng Thành Nhất Phẩm đang ở đây. Tôi dám đưa, mấy người dám lấy không? Không được. Đúng là hợp đồng của Thượng Thành Nhất Phẩm. Cậu đúng là người tài đó. Mau lên, lấy hết tiền trên người anh ta đi. Dám lấy hợp đồng của tôi, mấy người sẽ phải trả giá. Tôi xứng đáng có cái này. Tôi nói cho cậu biết, cái này sẽ giúp thu hồi lại thiệt hại tài sản của tập đoàn Châu Thị. Cậu chẳng là cái thá gì cả. Tên cặn bã như cậu, tôi đã chướng mắt cậu từ lâu rồi, còn bắt tôi phải trả giá. Nằm mơ đi. Để tôi xem thử, ai dám ăn thắp đồ của tập đoàn Vân Đỉnh. Thư ký Trương, sao lúc mấy cậu tìm tôi không nói là nhân vật lớn của tập đoàn Vân Đỉnh cũng đến vậy? Sợ cái gì? Diễn tiếp đi. Thư ký Trương, không biết thư ký Trương đến đây có việc gì vậy? Anh đã ăn cắp đồ của tôi còn không cho tôi đến đây sao? Đồ của cô hả? Cái này rõ ràng là lấy từ chữ của tên vô dụng Diệp Phi mà. Thư ký Trương, cô đừng có đổ trắng thay đen. Đúng vậy, chúng tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Thượng Thành Nhất Phẩm này chính là do Diệp Phi âm thầm lợi dụng việc khấu trừ tiền của tập đoàn Châu Thị để mua lại. Ai điều tra vậy? Là đội trưởng của đội chấp pháp. Anh ấy đã điều tra. Tập đoàn Châu Thị của cô ra sao? Cũng không tự mình xem lại. Công ty cô chỉ có vài triệu tiền mặt, còn không mua nổi cái nhà vệ sinh của Thượng Thành Nhất Phẩm. Người phụ nữ này dám hành hung người khác trước mặt tôi. Tôi đã ghi lại toàn bộ sự việc rồi. Cho dù cô có là thư ký hội đồng của Vân Đỉnh, cô cũng không thoát khỏi liên can đâu. Đúng vậy, thư ký hội đồng thì sao chứ, cũng chỉ là một con nhỏ lạ lơi đưa tình thôi.
ỷ vào tập đoàn phân đỉnh thì có thể tùy ý đánh người mà không có bằng chứng sao? Chẳng ra thể thống gì hết, có hiểu luật pháp không? Dù Trần gia có trắng tay cũng sẽ kiện cô. Vừa đúng lúc, nhiều nhân viên pháp lý của tập đoàn Vân Đỉnh không có việc làm. Tôi cũng muốn xem thử là tôi sẽ tiễn anh vào tù trước hay là sẽ đợi tiễn cả luật sư của anh vào tù chung. Tôi đã nói rồi, đồ của tôi không có dễ lấy đâu. Sau tất cả chỉ có thể là mấy người hối hận đến cuối đời. Được, cậu được lắm. Chúng ta đi. Đợi đã, lúc trước ở quán bar tôi cũng nói rồi, đưa tôi đi rất đơn giản, nhưng hậu quả sẽ rất nặng nề. Diệp Phi, đừng nghĩ có Trường Tuyết chống lưng cho cậu rồi muốn làm gì thì làm. Tôi nói cho cậu biết, từ nhỏ đến lớn chỉ có Trần Châu tôi bắt nạt được người khác, chứ không có ai làm lại tôi đâu. Không liên quan gì đến tập đoàn Vân Đỉnh. Nếu thật sự cứ ép tôi thì tập đoàn Vân Đỉnh cũng không bảo vệ được cậu đâu. Anh Diệp Phi, Trần Châu nói cũng đúng đó. Dù sao anh cũng không có quan hệ gì với tập đoàn Vân Đỉnh. Thư ký Trương cùng lắm là bảo lãnh anh ra ngoài. Còn nếu muốn cạnh tranh với Trần Châu, tập đoàn Vân Đỉnh sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Hay là chúng ta ngừng lại đi. Rác rưởi sẽ mãi là rác rưởi. Anh thật sự nghĩ rằng có thể mượn chuyện ở lễ ký kết của tập đoàn Châu Thị lần trước để hợp tác với tập đoàn Vân Đỉnh sao? Đối với tôi, anh vẫn sẽ là một tên vô dụng. Ăn nói cho đàng hoàng. Châu gia, Trần gia giờ giống như con mèo ốm yếu đang thoi thóp vậy. Cô đánh bọn họ, không những giơ tay lại còn mắc bệnh nữa, chi bằng chôn sống bọn họ đi. Diệp thiếu gia nói đúng, tôi sẽ bảo người khiến Châu gia và Trần gia biến mất khỏi Giang Bắc sau hôm nay. Không được, thư ký Trương, cô thật sự sẽ vì một người ngoài mà đối xử với hai nhà chúng tôi vậy sao? Thư ký Trương, cô kiếm chuyện vô cớ. Kiếp nạn này một thư ký nhỏ bé như cô không gánh nổi đâu. Ba tôi chính là Trần Sơn, là người có tiếng nói trong Hiệp hội Thương mại Giang Bắc. Cô không được đụng đến tôi. Ai nói anh Diệp Phi là người ngoài? Chỉ cần anh Diệp Phi ra lệnh, tập đoàn Vân Đỉnh sẽ tập trung toàn lực tiêu diệt mọi thứ trước mắt. Coi như tôi đã hiểu. Diệp Phi, anh thật là thủ đoạn, giả vờ làm hỏng hợp đồng của tập đoàn Vân Đỉnh với Châu Thị tôi, tiếp cận Trương Tuyết, sau đó lại trở thành tình nhân của Trương Tuyết. Cuối cùng tôi cũng biết tại sao thằng nhóc cậu lại đột nhiên trở nên mạnh miệng như vậy. Hóa ra là tìm được người để lợi dụng. Nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Nếu như chuyện hôm nay bị lộ ra ngoài, Trương Tuyết, cho dù là tập đoàn Vân Đỉnh cũng không bảo vệ được cô đâu. Người có lòng dạ xấu xa, quả nhiên nhìn cái gì cũng thấy xấu. Bị tôi vạch trần, không phản bác được chứ gì. Thư ký hội đồng tập đoàn Vân Đỉnh cố ý dụ dỗ người trẻ tuổi lạm dụng chức quyền. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, chủ tịch tập đoàn Vân Đỉnh sẽ trừng phạt cô thế nào đây? Đúng lúc người giàu nhất thành phố đang tổ chức tiệc trở về. Nếu như người đó quay về, cô đó, Trương Tuyết, cuộc sống tốt đẹp của cô sắp tan rồi. Sao tôi lại bị đại nhân trừng phạt chứ? Chắc là mấy người vẫn chưa biết gì sao? Tôi nói cho mấy người biết, chúng tôi đã ghi lại toàn bộ sự việc ở đây. Mấy người đừng có làm loạn. Vậy thì hãy ghi hình rõ nét chút nha. Tô Yến, con đàn bà đê tiện, giật chồng người khác thật không biết xấu hổ, tôi tình nguyện. Thôi đủ rồi, trò chơi này nên kết thúc thôi. Kết thúc sao? Diệp Phi, có phải cậu quên mang não không? Đã nói là ghi âm, ghi hình toàn bộ sự việc rồi, cậu tiêu đời rồi. Chỉ là mô hình thiết bị ghi hình. Với lại, đội trưởng Lê chỉ là giả làm bảo vệ, vớ vẩn. Cái này chính là... Chuyện này là sao? Không phải anh đã nói chuẩn bị đầy đủ đồ nghề, nguyên một bộ sao? Trước giờ, chưa từng có sai sót nào mà. Tôi đã gọi cho đại đội chấp pháp rồi. Chắc là bây giờ bọn họ đang đợi mấy người ở ngoài cửa đó. Những ngày tháng sau này, mấy người cứ ở trong đó kiểm điểm lại đi. Đi, tôi đưa cô về. Nghỉ ngơi cho khỏe. Không cần đâu, có thư ký Trương ở đây, tôi đâu còn gì để lo nữa. Hai người đi trước đi, tôi bắt xe về được rồi. Tô Yến, cô sao vậy? Tôi, chắc là cô Tô bị dọa sợ rồi, còn chưa kịp lịch thân
Tôi về đến nhà, sẽ cho người mang canh an thần cho cô. Không cần đâu, thư ký Trương. Hôm nay tôi cảm ơn cô nhiều. Cô mau về với anh Diệp Phi đi. Tôi không làm phiền hai người nữa. Đúng rồi anh Diệp Phi, đây là thẻ phòng thượng thành nhất phẩm, trước đó anh đưa cho tôi. Tôi không biết, là dùng tiền của thư ký Trương mua. Anh giữ lấy đi. Chỗ ở hiện tại của tôi cũng đủ tốt rồi. Cái này là tôi dùng tiền của tôi thật mà. Với lại tôi với thư ký Trương chỉ là bạn bè bình thường thôi. Tô Yến, cô đừng hiểu lầm nhé. Tôi có hiểu lầm gì đâu chứ. Anh Diệp Phi, chúng ta là bạn bè tốt mà. Anh không cần giải thích với tôi đâu. Hơn nữa, Trương Tuyết cũng tốt mà. Cô Tô, chuyện vừa rồi chỉ là tôi muốn kéo dài thời gian, đợi đội chấp pháp đến thôi. Cô đừng để trong lòng nhé. Tôi vốn không xứng với anh Diệp Phi. Tôi không có ý đó. Alo mẹ. Cái gì? Mẹ tôi bị người ta đánh nhập viện rồi. Dì bị làm sao? Tôi cũng không biết. Người của Tiên Gia không nói gì cả đã nhào vào đánh mẹ tôi rồi. Giờ mẹ tôi đang ở phòng chăm sóc tích cực. Tôi đưa cô đến bệnh viện. Đến nơi rồi nói. Đi thôi. Thư ký Trương, cô gọi bác sĩ giỏi nhất nước Hoa Bình đến chữa cho bà ấy. Tôi đi xem chuyện gì đang xảy ra. Vâng. Chú Chu, mẹ cháu thế nào rồi chú? Lúc đưa đến đây, bác sĩ nói mẹ cháu nguy hiểm lắm. Cả tiếng đồng hồ rồi, vẫn chưa cấp cứu xong. Cô đừng lo, tôi đã bảo thư ký Trương mời bác sĩ giỏi nhất về đây rồi. Các cháu đã làm gì đắc tội với thiếu gia Tiền gia vậy? Đó không phải người mà. Dân thường chúng ta đắc tội được đâu. Tiền thiếu gia tôi làm gì, còn cần có lý do sao? Còn chưa đánh tàn phế bà già đó. Mắc gì khóc lóc rụt rùi vậy? Cho ai xem? Tiền thiếu gia. Tô Yến ơi, cháu tự cầu may đi nhé. Tiền Lý, tốt nhất cậu nên cầu nguyện cho dì Hoàng qua khỏi đi. Nếu không, tôi bắt cậu đền mạng đấy. Sủa cái gì mà sủa? Nhìn như thằng ngu. Chưa trả đời ấy. Tiền Lý, tôi đã làm gì đắc tội anh mà anh đánh mẹ tôi ra nông nỗi này? Còn đề tiệt, cô làm tôi mất mặt. Cô tưởng tôi sẽ bỏ qua cho cô sao? Nói cho cô biết, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Có chuyện gì cứ nhắm vào tôi. Ra tay với phụ nữ là loại đàn ông gì hả? Cậu là cái thá gì? Nói cho cậu biết, trước đó bổn thiếu gia chưa chuẩn bị chu toàn để cậu lên mặt một lần. Giờ bổn thiếu gia có chuẩn bị rồi thì cậu không là cái gì cả. Được, ra ngoài giải quyết. Đừng làm phiền bác sĩ phẫu thuật, ra ngoài giải quyết cũng được. Kêu con khốn đó đi theo hầu hạ tôi. Nếu không, bổn thiếu gia không đi đâu cả, cứ ở lì đây đấy. Dù gì cũng là thiếu gia của Tiền gia, sao mà hành xử giống liêu manh vậy? Anh Diệp Phi, đừng chọc tên điên này. Cái gì anh ta cũng dám làm đấy. Cậu là cái thá gì mà lên giọng với bổn thiếu gia? Con khốn, suy nghĩ xong chưa? Cứ lẩn lượn mãi, mẹ cô sớm muộn gì cũng đang xuất đấy. Tôi nhớ ra rồi, tiền phẫu thuật tôi cũng đã đội lên 12 triệu tệ rồi. Hay là cô trả cho tôi. Một khi tôi rút tiền lại thì mẹ cô bùm quy tiền luôn. Đừng mà, tôi đồng ý với anh. Tiền thiếu gia tôi đồng ý, anh tha cho tôi đi. Tiền thiếu gia, để cho cậu ta rút. Tiền phẫu thuật tôi sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho cậu ta. Chỉ cần có tôi ở đây thì cuộc phẫu thuật của dì Hoàng không thể bị gián đoạn được. Tiền Lý, cậu đã chán sống như vậy. Được thôi, hôm nay tôi sẽ khiến cả Tiền gia biến mất khỏi Giang Bắc. Cậu là loại rác rưởi gì mà dám dọa khiến Tiền gia biến mất? Dám so tiền của với bổn thiếu gia hả? Thấy chưa, Tiền gia tôi có kho vàng ở Giang Bắc. Tiền là đựng trong bao tải thế này đây. Cậu lấy gì để so với tôi? Dựa vào mấy xấp giấy lộn trong két sắt của cậu hả? Vậy thì thật ngại quá. Tiền của tôi phải là xe nâng chở mới hết. Cậu để tình nhân của cậu mặc đống rẻ rách gì trên người vậy? Cậu tưởng lần trước tôi không ra tay với cậu là tôi để yên cho cậu bắt nạt hả? Đốt cho mẹ cô ít tiền để bà ta mau mau xuống 18 tầng địa ngục nhé. Cậu đừng quá đáng. Vậy đã là quá đáng rồi hả?
cậu có tin là bây giờ tôi nhét tiền vào trong đó, cuộc phẫu thuật sẽ lập tức dừng lại không hả? Đây là năng lực của bổn thiếu gia đấy. Tôi đồng ý với anh. Anh muốn gì tôi cũng chấp nhận. Chỉ cần mẹ tôi bình an, anh muốn gì tôi cũng đồng ý. Thấy chưa, con đần độn, thông minh quyết đoán gì chứ? Đứng trước bổn thiếu gia cũng phải hạ mình thôi. Vì muốn trêu đùa phụ nữ, cậu biến thành tên tâm thần biến thái rồi. Tiền tôi không thiếu, tôi muốn xài thế nào là quyền của tôi. Cả đống tiền này không là gì cả. Cậu lấy gì để so với tôi đây? Bổn thiếu gia đâu có giống cậu dùng mấy cái kết sắt nghèo nàn đó. Cậu không ưa tôi hả? Cậu làm được gì tôi? Trước cửa phòng phẫu thuật, mọi người cãi cọ gì vậy? Ai là người nhà của bệnh nhân? Là tôi. Tôi đây. Bà ấy là mẹ tôi. Bây giờ mẹ tôi thế nào rồi? Tình hình của bệnh nhân đang rất nguy cấp, cần có người nhà ký vào giấy thông báo tình trạng bệnh. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng cứu bệnh nhân bằng mọi giá. Vâng, tôi ký. Tôi ký. Ký cũng chẳng để làm gì, mạng người quan trọng. Lúc thế này cậu không được nói năng sằng bậy. Anh, ta làm đi. Bây giờ không cần cứu bà già đó nữa, cầm tiền về đi. Hoang đường. Tiền Lý, cậu nghĩ tôi không làm gì được cậu sao? Cả cái bệnh viện này đã bị vệ sĩ của tôi bao vây kín mít rồi. Chỉ cần tôi ra lệnh thì cậu sẽ bị vắt thành nước. Cậu có tư cách gì sủa trước mặt tôi? Cậu xem tôi là cái gì? Chị bệnh cứu người là chức trách của y bác sĩ. Tôi không có thời gian nghe cậu ầm ĩ ở đây. Đứng lại. Nếu anh dám vào trong, tôi sẽ cho người mua lại bệnh viện, rồi sa thải anh đầu tiên. Còn nếu anh nghe lời tôi đi về, tôi bảo đảm cả đời của anh sẽ tràn đầy vinh hoa phú quý. Bác sĩ, tôi lấy danh dự ra cam đoan với anh. Anh chỉ cần cứu người, tôi sẽ bảo vệ anh bình an. Mắc cười thật đó. Ngay cả bản thân mình còn không bảo vệ nổi, còn đòi bảo vệ người khác. Tôi chỉ hơi nhẹ tay thôi là bay luôn mấy tháng tiền lương của mấy người đó. Nói cho mấy người nghe, cũng là tôn trọng mấy người rồi đó. Hồ đồ. Bác sĩ Hồ, tối nay tới nhà tôi, tôi trọng thưởng cho. Nhìn thấy chưa, tôi chỉ cần lên tiếng. Hôm nay cậu có bộ dạng như vậy, tôi lên tiếng một cái thôi là có thể khiến cho các ngành nghề cô lập cậu đó. Có tiền thì được coi thường người khác sao? Có tiền thì vĩnh viễn sẽ không bị bệnh sao? Vĩnh viễn không cần tới bác sĩ sao? Tôi nói cho cậu biết, vai trò của bác sĩ là chữa bệnh cứu người, không phân giàu nghèo. Đứng lại. Bác sĩ Hồ, tôi nói cho anh biết, nếu hôm nay anh vào trong đó, tôi sẽ khiến cho anh không có chỗ đứng ở Giang Bắc này. Nếu bác sĩ không chữa bệnh, vậy thì bệnh viện cũng không cần giữ nữa. Nói hay lắm. Bác sĩ có tấm lòng nhân ái, Hòa Bình, bác sĩ giỏi nhất nước. Người trẻ tuổi, cậu làm tốt lắm. Tiền ra hắn là cái thá gì chứ? Không có tư cách ở đây ra lệnh với bác sĩ chúng ta. Ông già đáng ghét này, đầu đã hai thứ tóc rồi, còn leo ra quan tài làm gì chứ? Ông đang ghê tởm ai vậy? Tiền thắng ba cậu có tới đây cũng không dám ăn nói với tôi như vậy. Tiền danh con như cậu thì là cái thá gì chứ? Ông là bác sĩ giỏi nhất cả nước. Hòa Bình, ông Hoa. Hòa Bình, rất vui được gặp cậu Diệp Phi. Bác sĩ Hồ, không xong rồi, bệnh nhân sắp không chống cự được nữa. Mẹ ơi, Tô Yến, đừng sốt ruột, có Hoa Thần Y ở đây, dì nhất định sẽ có cơ hội được cứu sống. Cô đây yên tâm, cho dù chỉ còn một hơi thở, Hoa Bình tôi, cho dù có phải liều mạng, cũng sẽ cứu được mẹ cô. Tô Yến, Hoa Thần Y được mệnh danh là bác sĩ giỏi nhất cả nước, là một bậc thầy vĩ đại trong giới y học. Có ông ấy ở đây, chắc chắn sẽ cứu sống được gì thôi. Hoa Thần Y, Hoa Y Thần gì chứ? Tôi thấy não của bà già đó bị vỡ ra hết rồi. Có quỷ mới có thể cứu bà ta thôi. Cố tình làm ra vẻ bí ẩn, cả đời dì Hoàng ăn ở hiền lành. Cậu vì lợi ích của bản thân mà đánh dì ấy nặng như vậy. Từ khi sinh ra tôi đã ngậm thìa vàng, 20 năm nay không ai dám làm trái ý tôi. Tôi chỉ là muốn lấy con gái bà ta thôi, mà cứ lải nhải với tôi mãi, chưa đánh ngủ bà ta, là may cho bà ta lắm rồi. Tiền Lý, bởi vì tôi nghèo nên anh có thể tùy ý sai khiến sao? Bởi vì tôi không có tiền nên tôi phải cam chịu làm đồ chơi mua vui cho người giàu sao? Tôi cũng là dựa vào hai bàn tay mà kiếm tiền. Dựa vào đâu mà anh sỉ nhục tôi? Dựa vào đâu chứ? Dựa vào tôi, gia tộc muốn đợi kinh doanh. Dựa vào họ tiền của tôi. Đồ lăng loàn, đừng tưởng tôi muốn ngủ với cô. Số phụ nữ ngủ với tôi
còn nhiều hơn đàn ông mà cô gặp qua đó. Còn đứng đó lải nhải với tôi, tự đánh gãy chân cô. Tiền ra có loại bất hiếu như cậu, nếu tổ tiên nhà cậu biết được, chắc sẽ tức điên lên. Mà leo ra khỏi quan tài đó, sao lại là ông nữa ông già? Ông nôn nhận tiền bồi thường tang lễ lắm phải không? Hoa thần y, mẹ tôi rốt cuộc thế nào rồi? Mẹ cô đã qua cơn nguy kịch rồi, chờ chút nữa là cô có thể vào thăm rồi. Cái gì? Còn sống? Lão già đáng ghét, ông làm tôi mất hứng quá đó. Diệp Phi, tên nhóc này, cậu muốn xử lý thế nào? Nói thật thì giàu ba đời, Tiền ra bốn đời kinh doanh, tôi thấy cũng nên nhường chỗ cho những doanh nghiệp mới nổi rồi. Cậu cũng ngây thơ quá đó, chỉ dựa vào lời nói của lão già này liền muốn lật đổ Tiền ra tôi. Nói chuyện mắc cười quá đó, Giang Bắc chính là địa bàn của Tiền ra, nền tảng vững chắc. Hơn nữa mẹ em đã không sao rồi, hay là chúng ta đừng ép Tiền ra nữa. Nếu không loại bỏ thứ độc hại này thì Giang Bắc sẽ không có ngày được yên bình. Từ hôm nay trở đi, Hoa Bình tôi lấy danh nghĩa bác sĩ giỏi nhất cả nước tuyên bố với các ngành nghề cấm hợp tác với Tiền gia ở Giang Bắc. Không có Tiền gia để dựa dẫm, tôi xem Tiền Lý cậu còn ngông cuồng đến khi nào. Ông lải nhải cả nửa ngày, tôi còn tưởng ông có quyền hành gì đó, thì ra là cái này. Người khôn ngoan nên biết đi theo Tiền gia tôi để kiếm tiền. Hôm nay tôi sẽ đập gãy chân ông. Quỳ xuống mà nhìn, nhìn Tiền gia chúng tôi phát triển mạnh mẽ tới cỡ nào. Dừng tay lại, nghịch tử, dừng tay lại mau. Tiền Thắng gia chủ Tiền gia. Ba, không phải ba đang đi mát xa sao? Sao qua đây tìm con vậy? Đồ rác rưởi này, sao con dám ở bên ngoài chọc tai họa vậy? Con muốn tài sản bốn đời của tổ tiên bị bốc hơi hết sao? Ba, con chỉ muốn dạy cho ông già này một bài học liên quan gì tới cơ nghiệp của chúng ta chứ? Tiền gia chủ, cậu dạy con tốt thật đó. Cầm gậy đập đầu người khác, mới đây còn đòi đập gãy chân tôi nữa đó. Hoa thần y, con trai tôi không hiểu chuyện. Hoa thần y, cầu xin ông hãy cho tôi một cơ hội. Hoa thần y. Ba, lão già này đã hai thứ tóc rồi, dù sao thì nhà chúng ta cũng có tiền. Nếu ông ta không nghe lời, chúng ta lấy tiền đập vào mặt ông ta là được mà. Ba mau đứng lên đi, cút đi. Đứng dậy. Đứng cái gì mà đứng? Mày có biết Tiền gia chúng ta phá sản rồi không? Thị trường chứng khoán sụp đổ, chuỗi tiền vốn bị đứt, trực tiếp dẫn đến việc bị thiệt hại hơn cả trăm tỷ tệ. Mày mau qua đây, quỳ xuống xin lỗi đi. Mày có biết ông ấy là ai không? Ông ấy là khách quý của các nhà lãnh đạo cấp cao, là bác sĩ giỏi nhất cả nước, là thái y được hoàng gia trọng dụng. Mau xin lỗi ông ấy cho tao. Phá sản rồi, có phải là cả đời này mình không tiêu tiền được nữa không? Không có tiền sao mình sống nổi đây? Thiếu cái gì cũng được, không thể thiếu tiền được. Ông ơi, ông tha cho nhà tôi một con đường sống đi. Không có tiền tôi không sống nổi mất. Tôi chỉ là ông già chui từ dưới đất lên, không dám nhận một lệnh này của cậu. Mau cút đi, làm phiền tôi tiếp đãi khách quý thì tôi sẽ không nương tay với Tiền gia đâu. Vâng, cảm ơn Hoa thần y. Diệp Phi, lâu rồi không gặp, phong thái cậu vẫn như xưa. Hôm nay cảm ơn ông Hoa đã giúp tôi giải vây nhé. Nếu chỉ dựa vào bản thân tôi, quả thật có chút phiền phức. Diệp Phi, cậu quá khen rồi. Có ai mà không biết, năm xưa đó là chuyện cũ rồi. Bây giờ tôi chỉ là một dân thường mà thôi. Đã lâu không gặp cậu rồi, có muốn làm một ly không? Vừa đúng lúc tôi mới thu nhận một học trò mới, coi như ăn mừng luôn. Cậu Diệp Phi không sợ quyền lực, giữ vững tấm lòng lương y, quả thật là chuyện đáng để ăn mừng. Ông Hoa, vậy tôi xin mời. Mời người đó, Hoa thần y, không phải là thái y mà hoàng gia trọng dụng sao? Sao anh có thể quen biết được người tầm cỡ như vậy? Hơn nữa chỉ cần một câu là có thể điều ông ấy tới Giang Bắc. Lúc trước tôi đã tình cờ cứu ông ấy, vừa đúng lúc ông ấy cũng ở Giang Bắc, tôi chỉ là thử gọi cho ông ấy thôi. Nào ngờ ông ấy đến thật. Mày đắc tội ai không đắc, lại đắc tội bác sĩ giỏi nhất nước. Cuộc đời ông ấy cứu biết bao nhiêu người, rất nhiều người quyền quý mang ơn ông ấy, bị ông ấy phong sát. Tiền gia chúng ta chắc chắn không còn đường lui rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Sống cực khổ qua ngày, ở trong căn nhà rách nát, uống mấy chai nước rẻ tiền, cơm miệng liền cho tao, không thể tiếp tục ở trong nước nữa. Không phải mấy năm trước mày có một người tình nào sao? Tên gì mà? Cái đứa mà bây giờ đang sống rất tốt đó.
Châu gì đó, Châu Hoa. Không biết cô ta đã đạp phải vận may gì mà 3 năm nay phất lên như diều gặp gió. Trước hết ba sẽ em đi tin tức phá sản của Tiền Gia, sau đó bảo Châu Hoa kia tổ chức một buổi họp lớp gì gì đó để tụ những người có tiền lại một chỗ, đưa họ lại với nhau. Chúng ta thì kiếm được một khoản tiền, còn biết làm gì rồi chứ. Mau lái xe đi. Ba hay quá, đi. Tiền vẫn chưa kiếm được mà để đưa thằng cờ hó này ra ngoài đã phải bỏ ra một khoản. Đợi cậu ra ngoài, tôi nhất định sẽ rút cạn máu cậu. Tiền thiếu gia, em yêu, em biết anh sẽ không bỏ rơi em mà. Chẳng phải chỉ là tiền sao, chuyện nhỏ mà. Đây là bạn trai mới của em sao? Cảm ơn Tiền thiếu gia đã đưa tôi ra ngoài. Đừng khách sáo, đợi tôi chơi thỏa thích rồi sẽ trả lại cho cậu. Lời này của Tiền thiếu gia, không chỉ một mình anh mà anh gọi thêm mấy anh em đến chơi cũng được. Tôi cũng không phản đối nửa lời. Giỏi, anh thích thằng này đấy. Tiền thiếu gia, gần đây tập đoàn Châu Thị của em gặp chút rắc rối, anh có thể giúp chút đỉnh để em nếm thử chút lợi lộc không? Gần đây Tiền thiếu gia anh hình như còn một dự án 100 tỷ. Nếu như em yêu muốn kiếm chút tiền thì anh sẽ cố gắng gượng vậy để em và bạn trai góp chút đỉnh. Còn nữa, đợi đến lúc bạn em kiếm được 1/3 số tiền đó, anh cũng sẽ đưa nó cho em. Thật sao? Tiền thiếu gia, sau này anh sẽ là ông chủ của em. Tiền thiếu gia, nếu có thể giúp tôi kiếm tiền thì tôi sẽ là con chó săn mới của anh. Anh Diệp Phi, anh thấy bộ đồ hôm nay của tôi thế nào? Có đẹp không? Mặc đẹp lắm. Đi hẹn hò sao? Làm gì có. Hoa Khôi trường chúng ta đã tổ chức một buổi họp lớp, có khi là con muốn hợp tác làm dự án lớn, cho nên tôi mới cố tình ăn diện. Được lắm. Chiếc xe mới mua vẫn chưa lái được mấy lần, tôi tặng cô. Châu Hoa, cậu xịn xò ghê. Đây chính là phòng cao cấp. Phương Kiều, bạn học của Tô Yến, của nhà hàng Hoa Yến, giá thấp nhất cũng 200 ngàn. Tớ không ngờ đời này tớ còn có thể ăn ở nơi sang trọng như thế này. 200 ngàn đáng gì chứ. Trình Thanh, bạn học của Tô Yến, nhà hàng Hoa Yến này không phải có tiền thì đặt được đâu. Nhà hàng Hoa Yến là nhà hàng top đầu cả nước, có tổng cộng 3 phòng VIP là thiên, địa, nhân. Cho dù nhân là phòng hạng thấp nhất thì cũng phải là người có máu mặt trong thành phố mới có thể đặt được. Thật ra thì không ly kỳ như mọi người nói đâu. Nhà hàng Hoa Yến này tớ ăn phát ngán rồi. Vốn dĩ là tớ muốn bảo nhân viên đặt phòng VIP hạng địa cho chúng ta, mà không biết sao nhân viên lại đặt phòng hạng nhân nữa. Chỉ đành miễn cưỡng để mọi người ăn ở đây thôi. Phòng hạng địa mà lại có thể tùy ý vào. Tần Cương, bạn học của Tô Yến, trời ơi, vậy phòng VIP hạng địa giá thấp nhất cũng là 1 triệu nhỉ. Xem ra cậu vẫn chưa biết rõ thực lực của Châu Hoa rồi. Năm đó cậu ấy vẫn còn bị tên chồng liên lụy, không một ai nâng đỡ cậu ấy, thật sự là bị ngáng bước. Dù ở trong hoàn cảnh như thế, Châu Hoa vẫn có thể gây dựng nên tập đoàn Châu Thị, thoát khỏi nghịch cảnh nhanh như chớp đã bước vào giới tinh hoa hào môn. Cái tên bỏ đi đấy, làm sao xứng với Châu Hoa của chúng ta chứ. Nghe nói hắn còn là một tên mù chữ chưa từng đi học, không giống Thiền Lý và Trần Châu đều là nhân tài cả. Cái tên đó có treo lên đánh 100 cái cũng chả bỏ. Tôi chả là gì đâu. Mời Tiền thiếu gia. Để mọi người đợi lâu rồi, đi đường hơi kẹt xe. Tô Yến, sao cô trông vẫn nghèo khổ thế? Bên cạnh là kẻ ngốc cô mới câu được sao? Sao lại ăn mặc rách rưới thế? Cũng là người làm công ăn lương sao? Có chuyện mọi người không biết rồi. Đây chính là đồ cũ mà Châu Hoa đã dùng đấy, bây giờ đem tặng cho Tô Yến. Không ngờ cô ta lại xem như báu vật, đi đâu cũng dắt theo. Sao ở đâu cũng có mặt cậu thế? Cái thằng thối tha này đến nhà hàng nổi tiếng cũng không tránh được, đúng là oan gia ngõ hẹp. Tối qua Tiền gia tôi bị cậu hại ra nông nỗi này, tôi thật sự muốn xử lý cậu đấy. Hôm nay mọi người có việc quan trọng, tốt nhất là đừng làm hỏng chuyện lớn. Tôi thấy bữa cơm này chẳng bổ béo gì cả. Chúng tôi đi đây. Tô Yến, bây giờ cô tính đi đâu đấy? Đây là buổi họp lớp, nếu bây giờ cô bỏ đi
thì là cô xem thường đám bạn học chúng tôi rồi. Đúng vậy. Mau qua đây ngồi đi. Nghe nói trước đây mẹ cô làm bảo mẫu, cả đời chưa ăn được hơn 4 món. Cô nhìn xem, ở đây chúng tôi đại đại thôi, cũng hơn 10 món rồi. Lát nữa ăn xong thì bỏ bọc đem về cho người mẹ lao công của cô từ từ thưởng thức. Có phải gặp châu hoa nên cô tự ti không? Suy cho cùng, không phải ai cũng thích lượng giày rách của người khác mà. Chúng ta đi thôi. Ngồi thì ngồi. Người anh em đã cho cậu cơ hội mà lại không nắm bắt. Châu tổng của chúng tôi có gia sản cách xù, là một người thành công điển hình. Bám váy vợ cũng tốt, cậu nói xem tại sao cậu phải bám theo cái cô Tô Yến vừa không có mặt mũi, vừa không xinh xẻo gì kia. Cậu nghĩ gì vậy? Có những cái váy không phải người ta không muốn bám, mà là không bám được. Cho dù đưa cho cũng bám không chặt. Suy cho cùng, tất cả mọi người ngồi đây, so với một người lao công đã không cùng đẳng cấp rồi. Nói hay lắm, cái loại lao công rác rưởi như vậy không lên bàn tiệc được đâu. Lao công gì nữa vậy? Mẹ cô ta còn đang nằm viện mà. Chấn thương sọ não rồi. Tiền Lý, anh đừng có mà quá đáng. Sao vậy? Tiền thiếu gia, mơ ông kể cho mọi người nghe đi. Đúng vậy, tiền thiếu gia, có phải là con nhãi này đắc tội với anh không? Không biết mình đang ở đâu mà lại la hét ầm ĩ. Cho dù có bị đánh như tử thì cũng đáng đời. Tiền Lý, xem ra bài học tối qua của cậu vẫn chưa đủ đuôi nhỉ. Diệp Phi, anh đúng là cái thứ ba xạo. Tiền gia bốn đời làm kinh doanh, quyền thế ngút trời, anh mà xứng đòi dạy dỗ anh ấy sao? Tiền thiếu gia, anh đừng giận. Cái loại sơ bọ như anh ta căn bản không có gan đâu, chỉ biết nói mõm thôi. Nào, em mời anh. Đồ ngốc này, tiền ra mà nổi giận thì tập đoàn Vân Đỉnh cũng không bảo vệ được cậu đâu. Bây giờ cậu mau quỳ xuống lại tôi 100 cái thì tôi có thể suy nghĩ nói đỡ cho cậu mấy câu. Một đám trả ra gì mà cũng xứng được tôi xin lỗi sao? Kẻ nghèo khổ bám váy vợ như anh mà lại 5 lần 7 lượt thách thức tiền thiếu gia, anh thật sự nghĩ anh ấy tốt bụng nên không thèm tính toán với anh sao? Diệp Phi không bám váy vợ, anh ấy là người rất ưu tú. Nói cũng phải, suy cho cùng, hồi đi học ai mà không biết cô nghèo chứ? Đói cũng chỉ đến nhà ăn, ăn cái bánh bao với một món mặn, chỉ cần có chút thịt thôi cũng xem như là ăn Tết rồi. Làm sao mà bán váy cô được chứ? Ba đời nhà cô đều là nông dân, cô có tư cách gì mà chỉ tay năm ngón với cô ấy chứ? Đều đang nói lời thật lòng, chẳng phải cũng là con chó bị châu hoa đuổi khỏi nhà sao? Nếu không hưởng giá chúng tôi thì đời này anh e rằng không đến ăn ở nhà hàng ngon thế này được đâu. Tôi thật sự chưa từng đến phòng VIP hạng nhân, bình thường tôi toàn đến phòng hạng thiên ăn thôi. Tôi hỏi sao giá thịt bò lại tăng, mấy con bò trong trang trại đều bị cậu chém gió tới bay lên trời rồi. Anh ở rể ở Châu Gia Tô 3 năm, nơi ra vào nhiều nhất là công trường nhỉ? Sao nào, lẽ nào lúc đó anh còn tới khách sạn Hoa Yến làm công việc trang trí sao? Sau đó còn vào phòng thiên để sửa bồn cầu sao? Đồ rác rưởi, để tôi đây phổ cập một chút cho anh. Phòng thiên dù là tài kiệt hàng đầu như tiền thiếu gia đây có muốn dùng thì cũng phải xin hẹn trước đó. Cả cái đại hạ này, người có thể tùy ý sử dụng chắc cũng chỉ có cái người nhà giàu nhất sắp quay về trong truyền thuyết mà thôi. Anh Diệp Phi, tôi không biết buổi họp lớp hôm nay sẽ biến thành như vậy, khiến anh chịu ấm ức rồi, tôi xin lỗi. Hay là chúng ta nên đi thôi? Không cần, hôm nay tôi nhất định sẽ giúp cô chút giận. Nào, người giàu nhất, nào, cho cậu thử một chút rượu Lafite 582 đỉnh cao này. Dù sao cả đời này của cậu chắc cũng chỉ có một cơ hội này được nếm thử mỹ tiểu nhân gian thôi. Cái thứ đồ này tôi uống không quen, tiền thiếu gia hẳn là biết. Xin hỏi chiếc xe sang bên ngoài là của ai vậy? Chiếc xe đó dựng ở cửa, bị khách hàng khác vô tình quẹt phải, chủ xe muốn bồi thường.
đó là chiếc Mac mà tôi mới mua. Cô đi nói với người đụng vào xe tôi, bảo hắn bồi thường 200 ngàn cho tôi, sau đó di chuyển xe của tôi đến nơi an toàn. Đừng để mấy tên không có mắt đụng vào nó nữa. Thật ngại quá, thưa anh. Xe bị va quẹt ở cổng, là một chiếc Bentley kiểu mới. Bentley? Anh Diệp Phi, đó chẳng phải là xe của anh sao? Tôi phải ra xem thử xe bị va quẹt thành thế nào rồi. Không cần đâu, chẳng sao cả. Một chiếc xe mà thôi. Tên vô dụng này vậy mà có một chiếc Bentley. Cậu ta nói gì mấy người cũng tin hay sao? Cái thằng rác rưởi như cậu ta có thể mua được chiếc Bentley hay sao? Biết nhãn hiệu của Bentley là gì không? Cậu ta chẳng qua đang rẻ thiên hạ, chỉ để thu hút sự chú ý của mọi người thôi, đúng không? Chẳng qua chỉ là Bentley mà thôi. Tiền thiếu gia chúng tôi cũng mua được vậy. Chẳng qua giá lăn bánh của xe mẹt cao hơn mà thôi. Tiền thiếu gia, đúng chứ? Nếu tôi muốn mua Bentley, đó chẳng phải chỉ là chuyện nhỏ thôi sao? Nói cho cô biết, chủ xe này không ở trong đây. Tới phòng khác tìm đi. Mau đi đi. Được, đợi đã. Chiếc xe đó chính là của tôi. Nói với chủ xe lần sau cẩn thận chút, còn bồi thường thì không cần đâu. Tiện thể giúp tôi di chuyển xe một chút, đã lâu tôi không lái xe. Có thể là do vấn đề dừng xe của tôi. Được, thưa anh. Thật sự là xe của anh sao, Tô Yến? Không phải nhà cô nghèo đến mức ngay cả tủ lạnh, máy giặt cũng không mua nổi sao? Sao lại có tiền đưa cho tên rác rưởi này mua xe vậy? Trời ơi, một chiếc Bentley như này phải ra ngoài bán thân bao nhiêu lần đây? Miệng cậu sạch sẽ chút đi. Xe là của tôi mua, có vấn đề gì sao? Xin lỗi cô ấy cho tôi. Tiền của anh sao? Tôi thấy lúc anh và Châu Hoa ly hôn nhau, anh mặt dày mày dạn xin Châu Hoa tặng anh đúng không? Tôi cũng cảm thấy vậy. Nghèo nàn như Tô Yến, một chiếc xe điện cũng đã phí sức lắm rồi. Nếu như cô ta thật sự có tiền như vậy, sao còn sống trong đống rác chứ? Ai nói cô? Là cô ấy sống trong đống rác. Cô ta không ở trong đống rác, lẽ nào còn sống trong hầm cầu sao? Xem cái điện thoại kia của cô ta kia, màu sắc cũng vàng khè luôn rồi. Xem chiếc điện thoại của tôi nè, mới mua đó, hơn nhau rõ rệt. Mở to mắt chó của cô ra mà nhìn. Thẻ nhà khu biệt thự sang trọng của thượng thành nhất phẩm sao? Tô Yến, cô thật sự giàu như vậy sao? Chúng ta là bạn tốt nhiều năm như vậy, sao cô không nói một tiếng chứ? Vậy cô nói cho tôi nghe xem, mấy năm nay cô kinh doanh gì thế? Dẫn theo chị em với? Không có. Tô Yến, ban nãy bọn tôi đùa với cô thôi. Tôi xem tấm thẻ này, hình như là dự án cao cấp nhất của thượng thành nhất phẩm phải không? Tô Yến, chúng ta đều là bạn học cũ. Cô đừng thấy tôi mập mà chê, mập cũng có cái tốt của nó. Chắc chắn khác với cái tên cha bao này, cô cảm nhận thử đi. Tôi không làm gì cả, tất cả mọi thứ là anh Diệp phê cho tôi. Mấy người đứng như vậy. Anh nhà giàu ơi, sếp lớn ơi, Diệp Phi, anh cũng tính toán giỏi thật đấy. Lấy đồ trung tuyết đã cho anh để nuôi Tiểu Tam bên ngoài, anh cũng giỏi thật đấy. Diệp Phi, cái tên rác rưởi này quen thư ký hội đồng của tập đoàn Vân Đình Trường Tuyết sao? Gì mà thư ký hội đồng tập đoàn Vân Đình chứ? Tiền thiếu gia, chắc là anh không biết, Trường Tuyết này chính là một ả lăng loàn. Tôi cả chắc chẳng bao lâu nữa cô ta sẽ bị đuổi việc, mà thư ký hội đồng tiếp theo của tập đoàn Vân Đình khả năng lớn chính là cô Châu. Châu Hòa sắp trở thành thư ký hội đồng của tập đoàn Vân Đình sao? Là tập đoàn Vân Đình do người giàu nhất kia sáng lập sao? Chẳng trách sao Châu Hòa một đường thuận lợi như vậy. Hóa ra là có tập đoàn Vân Đình ở phía sau chống lưng cho. Nhưng mà tôi nghe nói tập đoàn Vân Đình đã giao quyền không quản rồi. Trương Tuyết chính là người lãnh đạo cao nhất ở tập đoàn Vân Đình rồi. Sao cô ta có thể bị đuổi việc dễ dàng như vậy được? Mấy người cảm thấy tên vô dụng Diệp Phi này ngay cả đi học cũng chưa từng, thì anh ta có bản lĩnh gì mà mua được xe sang trị giá hàng triệu và biệt thự trị giá hàng chục triệu cơ chứ? Đây đều là anh Diệp Phi tự mình mua, không hề liên quan gì đến thư ký Trương. Châu Hoa, cô đừng ngậm máu phun người. Đến đứa Tiểu Tam như cô cũng học được câu ngậm máu phun người sao? Vốn dĩ chuyện này tôi dự định đợi đến tiệc quay về của người nhà giàu nhất kia mới nói với mọi người. Nếu Diệp Phi đã chán sống như vậy thì bây giờ tôi sẽ nói cho mọi người biết. Vốn dĩ tôi và Trương Tuyết là chị em, nhưng cái tên tiểu nhân Diệp Phi này cứ muốn giở trò ly gián, tiếp cận bạn thân của tôi, làm tình nhân của cô ấy, hơn nữa còn xúi giục Trương Tuyết mua cho anh ta một căn nhà ở thượng thành nhất phẩm. Nhưng mà Trương Tuyết không có tiền, cô ta chỉ có thể dùng tiền vốn của tập đoàn Vân Đình. Bây giờ tôi chắc chắn tập đoàn Vân Đình đang thua lỗ nặng, chỉ đợi đến lúc người giàu nhất quay về thì đó chính là ngày tàn của Trương Tuyết, cũng chính là ngày tàn của Diệp Phi. Châu Hoa, tôi thật sự bội phục cô, khả năng đổi đen thay trắng này, ngay cả chuyện hoang đường như vậy mà cô cũng chế ra được.
Tôi tận mắt chứng kiến đó. Diệp Phi, cậu còn gì để biện minh? Lẽ nào với thân phận của tôi và cô Trương lại chế ra chuyện hoang đường như vậy làm gì? Đồ mặt dày, uổng cho tôi còn nghĩ anh là sếp lớn gì đó. Cậu cắm sừng vợ mình, phản bội Châu Hoa, thật sự là chẳng bằng xúc sinh. Đúng là đồ mặt người dạ thú, chẳng qua chỉ là một tên thất bại. Nói cô ra ngoài bán thân là nói đúng quá mà. Con ả dơ bẩn, còn chẳng bằng tiểu tam. Đây chẳng qua là lời nói từ một phía của cô Châu. Mấy người tin thật sao? Tiệc quay lại của người giàu nhất sắp bắt đầu rồi. Châu Hoa sắp tiếp quản vị trí của Trương Tuyết. Tôi xem tên vô dụng như anh tới lúc đó sẽ nói cái gì. Theo nghiên cứu của chuyên gia, có một vài người khoác long bào cũng chẳng giống thái tử. Cho dù có xe sang biệt thự thì trên người vẫn có một mùi nheo nan. Đúng không, Diệp Phi? Theo tôi thấy, cái loại không biết xấu hổ như này thì đừng xứng tham gia buổi họp lớp cao quý của chúng tôi. Cho nên Diệp Phi, tôi ra lệnh cho cậu cút ra ngoài đi. Dù gì tôi cũng là The Dreamer sắc đẹp có cả triệu người hâm mộ. Kêu tôi đi dùng bữa với mấy loại tiểu tam đê tiện đó còn kinh tởm hơn. Bắt tôi cho heo ăn nữa. Tiếp theo đây, chúng ta phải chúc mừng Châu Hoa thăng chức lên quản lý cấp cao của Vân Đỉnh. Diệp Phi, anh còn không mau đưa con nhỏ này cút đi đi. Nói thế nào thì họ cũng là bạn học của Châu Hoa. Loại người như bọn họ cũng không mấy khi được ăn. Bữa thịnh soạn thế này, cứ cho bọn họ cái ghế để ăn đi. Tiền thiếu gia đã mở lời thì cứ để bọn họ ở lại đi. Tiếp theo, tiền thiếu gia sẽ cho tất cả những người ngồi đây cùng làm một dự án lớn. Nếu mà Tô Yến không tham gia, vậy sau này lỡ mà có bệnh cũng không có tiền đi khám đâu. Cô xem Tô Yến, cô Châu tốt với cô biết bao, quan tâm cô thế nào kìa. Có bạn thân tốt như vậy, cô còn không mau quỳ xuống cảm ơn cô ấy đi. Tiền thiếu gia, khắp Giang Bắc có ai không biết anh là người làm ăn khấm khá nhất chứ. Vậy anh nói xem dự án lần này thế nào, dắt theo chị em chúng tôi với. Đúng đấy, tiền thiếu gia, mắt nhìn của anh chưa sai bao giờ. Làm ăn với anh chắc chắn là lời. Nệ tình các em yêu hầu hạ khiến anh vô cùng vừa ý. Anh đành phải dẫn dắt các em kiếm tiền rồi. Tiền gia của tôi mới nhận một dự án 100 tỷ, đang có nhu cầu chia nhỏ cổ phần cho nhân viên của công ty. Nhưng nể tình các em yêu, anh sẽ chia cho mọi người một ít. 100 tỷ sao? Giờ tôi chỉ cần mua cổ phiếu sau khi dự án thành công. Vậy chẳng phải năm không cũng có tiền sao? Thánh thần ơi, tập đoàn Truy Vân có đến cũng phải dạt sang một bên nhỉ. Tiền gia đã bị phong sát toàn thành, bản thân còn khó giữ, lấy đâu ra dự án 100 tỷ? Sao hả? Cậu muốn làm ăn với Bắc Mi An Ma hả? Mất dạy, tiền thiếu gia bằng lòng lấy phúc lợi của nhân viên công ty san sẻ một nửa cho những người ngoài cuộc như chúng ta. Cậu không biết ơn đã đành, còn nói bóng gió nữa. Cậu có ý gì? Rác rưởi, anh có biết dự án lần này tôi phải năn nỉ bao nhiêu lâu mới giành được phúc lợi cho bạn bè tôi không? Nếu vì mấy câu của anh hôm nay làm hỏng chuyện, tôi không tha cho anh đâu. Là tôi nể tình các em yêu của tôi mới chia sẻ cho mọi người miếng mồi ngon của công ty. Nếu mọi người không thích thì thôi vậy. Tiền thiếu gia, anh đừng giận mà. Tên cặn bã kia biết mình đắc tội với anh, biết chắc anh sẽ không chia cổ phần cho anh ta nên mới làm vậy. Anh ta cũng không muốn chúng ta kiếm được tiền. Anh cũng đừng tính toán với hạng tiểu nhân này. Tiền thiếu gia, anh chịu dẫn theo tôi kiếm tiền thì anh chính là cha mẹ của chúng tôi. Tôi tỏ rõ lập trường luôn, tôi sẵn sàng lấy hết số tiền 10 triệu dự trữ của tập đoàn Trần Thị đầu tư cho tiền thiếu gia. Tiền thiếu gia, em tiết kiệm mấy năm nay cũng chỉ có hơn 1 triệu thôi, nhưng mà em nguyện hiến dâng bản thân cho anh. Cảm ơn anh đã cho em kiếm tiền chung với anh. Tốt, tốt lắm. Thấy em yêu thành tâm thành ý như vậy, không phải em có hơn 1 triệu người hâm mộ sao? Anh cho phép để bọn họ cùng mua cổ phiếu, cùng nhau phát tài. Tiền thiếu gia quả là hào phóng. Từ nay về sau, tiền thiếu gia, em sẽ là con mèo trung thành nhất của anh. Tiền Lý đang cố vơ vét hết mấy đồng cuối để bỏ trốn đấy. Cô không được phạm sai lầm đấy nhé. Lúc này cô còn mạnh miệng nói tiền thiếu gia là lừa đảo sao? Thế nào, giờ thấy anh ấy dẫn chúng tôi kiếm tiền lung lay rồi hả? Muốn kiếm tiền chung với chúng tôi hả? Trả đây cho tôi tấm thẻ ngân hàng này. Là giả hả? Chóc sơn luôn rồi, là thẻ bạc có hạn mức thấp nhất của ngân hàng Trung Khoái sao?
Những người có mặt ở đây, móc đại trong túi, cũng toàn là thẻ vàng. Đồ nghèo nàn, tiền thiếu gia đã bày cơ hội, kiếm tiền ra trước mặt rồi, còn không biết nắm lấy, đu không nổi hả? Đồ nghèo nàn, bây giờ cô, ngậm lấy tấm thẻ đó. Quỳ trước mặt tôi. Có thể tôi sẽ cân nhắc. Chia cho cô một phần đấy. Trả đây, ngậm đi, ai nói tôi muốn đưa tiền cho anh, ai có mắt đều nhìn thấy. Tiền gia sắp phá sản rồi. Bây giờ các người gom hết tiền, đầu tư cho tiền gia, chuẩn bị đồ nghề đi ăn xin đi. Vô lễ, đồ khốn. Tiền thiếu gia, không để bụng chuyện cũ cho cô cơ hội kiếm tiền, cô còn chủ ẻo bọn tôi nữa. Còn không mau quỳ xuống xin lỗi tiền thiếu gia. Tô Yến nói không sai. Bây giờ, không chỉ mình tiền gia tiêu đời, mà tập đoàn Châu Thị Trần Thị cũng đã là quá khứ. Bọn họ còn không giữ nổi bản thân mình, lấy gì mà san sẻ cơ hội kiếm tiền cho các người chứ? Đồ rác rưởi nhà cậu. Nói cho cậu biết, cậu còn đặt điều nữa, thần tiên cũng không cứu được cậu đâu. Chúng ta đi. Thứ rác rưởi chỉ biết ăn xin, đúng là nồi nào úp vung nấy mà. Đầu bạc răng long nhé. Hy vọng hai ngày sau cô vẫn mạnh miệng được như vậy. Tôi không ngờ là buổi họp lớp hôm nay lại thành ra thế này. Không phải lỗi của cô. Với lại không lâu nữa, báo ứng của bọn họ sẽ đến thôi. Đến lúc đó họ sẽ hiểu những lời hôm nay họ cười nhạo cô là trò hề nhục nhã đến thế nào. Cảm ơn anh Diệp Phi. Alo, mẹ hả, con gái. Con mau về nhà đi. Mẹ có tin tốt muốn báo với con. Con ăn mặc đẹp chút nhé. Con lấy tiền mua vài cái váy mới đi. Mẹ, mẹ có tin tốt gì vậy? Mẹ kiếm được cho con một mối. Lát nữa người ta đến xem mắt con đấy. Con mau về đi. Cái gì? Con còn chưa đồng ý mà. Sao mẹ lại tự đồng ý cho người ta đến nhà vậy? Mẹ. Dì Hoàng, tìm người xem mắt cho cô hả? Tôi cũng không biết tại sao đột nhiên mẹ tôi lại tìm người mai mối cho tôi nữa. Không nói trước gì cả. Chuyện tốt mà. Xem mắt tốt mà. Nhà cô ở ngay đằng trước. Để tôi đưa cô về nhé. Anh Diệp Phi, em không muốn rời xa anh. Người em thích trước giờ chỉ có mình anh thôi. Chẳng qua trước kia bên cạnh anh có Châu Hoa, em mới không dám làm phiền anh. Trước giờ em đã thể hiện rất rõ tâm ý của em rồi. Không lẽ anh không hiểu sao? Anh, thật ra anh cũng không biết phải làm sao. Anh từng ly hôn, không xứng với em đâu. Anh Diệp Phi, em cho anh hai lựa chọn. Một là anh theo em về gặp mẹ. Hai là đưa em đi trốn. Mẹ ơi, chúng con về rồi đây. Không phải, trong điện thoại mẹ nói với con chưa đủ rõ ràng sao? Đối tượng xem mắt của con sắp đến rồi. Không phải chứ, hai đứa làm cái gì vậy? Mẹ, từ nhỏ đến lớn, chuyện gì con cũng nghe lời mẹ. Nhưng hôn nhân đại sự, con muốn tự mình quyết định. Không được, chuyện này không chịu con được. Dì Hoàng, cháu biết, con không xứng với Tô Yến. Nhưng mà, cháu hứa sẽ toàn tâm toàn ý với cô ấy. Bất kể là tiền tài hay địa vị, cháu cũng sẽ lo chu toàn cho cô ấy. Diệp Phi, dì biết cháu là đứa trẻ tốt, cũng là người lương thiện, thật thà ngoan ngoãn. Nhưng cháu nhìn xã hội bây giờ đi, những thứ đó của cháu có ích gì không? Kia mẹ, lúc mẹ gặp nạn, anh ấy tìm mọi cách tìm người trị bệnh cho mẹ đấy. Nếu không có anh ấy, e là mẹ đã. Mẹ cũng nghe nói rồi. Mẹ thừa nhận Diệp Phi đã giúp chúng ta rất nhiều, dì rất biết ơn cháu. Nhưng con người luôn phải sống vì mình. Dì là hạng người thấp kém trong mắt người khác. Dì không muốn con gái dì phải sống cuộc sống giống như dì. Dì nói nhiều như vậy, cháu có thể hiểu không Diệp Phi? Dì Hoàng, dì đừng kích động. Cháu hiểu lời dì nói. Cháu đảm bảo với dì, trong thời gian ngắn nhất, cháu sẽ bồi dưỡng Tô Yến trở thành nhân tài đứng đầu tập đoàn Châu Thị. Đủ rồi, cháu đừng nói nữa. Diệp Phi, cháu đi đi. Sau này dì sẽ bù đắp cho cháu. Mẹ, thật ra anh Diệp Phi rất ưu tú. Mẹ hiểu lầm anh ấy rồi. Tập đoàn Châu Thị là nhờ anh ấy đứng sau hỗ trợ mới có ngày hôm nay. Anh ấy chỉ là muốn con tự đứng trên đôi chân của mình thôi. Thực lực sao? Con đang nói cậu ta có thực lực sao? Nếu cậu ta mà có thực lực thì Châu Hoa sẽ bỏ cậu ta đi tìm người đàn ông giàu có khác sao? Lại còn ấn cái đầu bà già này xuống đất, bảo mẹ liếm cho sạch nữa. Cậu ta có thực lực thì sao mẹ lại suýt bị người ta lấy mạng ngay trước cửa nhà chứ? Mẹ, mẹ hãy nhìn căn nhà chúng ta đang ở đi. Là nơi sang trọng bậc nhất Giang Thành đấy. Đây cũng là anh Diệp Phi tặng cho con đấy. Sao con lại ngốc như vậy chứ? Mẹ. Dì ơi, đây là chìa khóa xe Bentley.
trị giá 38 triệu đấy. Đây là thẻ đen không giới hạn của những người giàu nhất thế giới. Cháu không phải là muốn khoe khoang với gì, mà là muốn gì cho cháu một cơ hội, để cháu có thể chứng minh mình có thể khiến Tô Yến được hạnh phúc. Nếu như gì vẫn chưa yên tâm, thì bây giờ cháu sẽ gọi cho Trương Tuyết, thư ký của tập đoàn Vân Đỉnh đến đây, để cô ấy chứng minh tập đoàn Vân Đỉnh cũng là của cháu. Diệp Phi, dì hỏi cháu, học lực của cháu thế nào? Thân thế của cháu hơi phức tạp chút, chưa từng đi học lần nào. Gia cảnh nhà cháu thì sao? Từ nhỏ cháu đã không ở cùng ba mẹ, đến giờ vẫn chưa liên lạc với họ. Không có bằng cấp, không có công việc, không có gia đình chống lưng. Cháu ở đây nói nhăng nói cuội, làm sao dì có thể tin cháu có thể khiến con gái dì hạnh phúc đây? Diệp Phi, cháu đi đi, sau này cháu đừng liên lạc gì với Tô Yến nữa. Mẹ, con không cưới ai ngoài anh ấy. Nếu mẹ vẫn ngăn cản, thì con sẽ bỏ nhà đi. Nó đã cho con uống thuốc gì rồi vậy? Sao con lại ngốc như thế chứ? Mẹ cứ luôn miệng nói là muốn tốt cho con, nhưng mẹ có thật sự hiểu được thứ con muốn là gì không? Là nhà, là xe, là túi sách hàng hiệu, là trang sức xa xỉ. Bất kể em muốn gì, Hà Bằng, đại thiếu gia Hà Thị, tôi cũng có thể cho em, bảo đảm em sống vinh hoa phú quý, cả đời sung sướng. Cục cưng, tôi yêu em. Anh là ai vậy? Đây là nhà tôi, sao anh vào đây? Con gái, đây là đối tượng xem mắt mà mẹ đã nói với con đó. Hà Bằng, Hà Tổng, nhà giàu có bậc nhất Giang Thành, cậu ấy là người dẫn đầu trong lĩnh vực bất động sản đấy. Anh ta sao? Anh ta đáng tuổi ba con đấy. Mẹ muốn con kết hôn với người này sao? Đàn ông ở tuổi 30 đẹp như hoa vậy, đây là độ tuổi lý tưởng của đàn ông mà. Tôi đâu có giả đâu, đây chính là minh chứng của thời gian. Dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành, có học thức quá, làm người cũng khiêm tốn nữa. Độ tuổi này là vừa vặn luôn, bỏ qua là mất lượt đấy. Dì ơi, cho dù dì không đồng ý cho cháu và Tô Yến ở bên nhau, thì dì cũng không nên vội vàng như vậy chứ. Dì không phải là muốn tốt cho Tô Yến, mà là đang muốn dồn cô ấy vào hố lửa. Đây là ai vậy? Một người dưng nước lã thôi. Hà Tổng, cậu ngồi đây một lát đi, tôi sẽ xử lý cậu ta ngay. Dì biết cháu là một đứa trẻ ngoan, cháu cũng thật lòng yêu thương Tô Yến, nhưng có rất nhiều chuyện ở tuổi của dì thì mới hiểu được, phải không? Cháu mau đi đi, mau đi đi. Mẹ, em xinh đẹp thật đó. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em là tôi đã yêu em đến mê mệt rồi. Thả ra, em yên tâm, tôi thề sẽ yêu thương em. Cho tôi hôn một cái nào. Anh bỏ ra đi. Anh Diệp Phi, xâm phạm và quấy rối người khác, tôi nói cho anh biết, biến ngay bây giờ thì tôi có thể tha cho anh. Cậu là ai? Cậu đang theo đuổi vợ tôi sao? Có biết chúng tôi có quan hệ gì không? Bây giờ tay cậu đang chạm vào vợ tôi đấy, tôi lấy mạng cậu cũng không ai dám lên tiếng. Ai là vợ anh chứ? Không biết xấu hổ, con ăn nói kiểu gì vậy? Hà Tổng, cậu đừng để tâm nhé, con gái tôi chỉ là hơi bướng bỉnh một chút. Không sao, mẹ vợ, bướng bỉnh cũng tốt. Tôi là khắc tinh của người cứng đầu đây. Tô Yến, tới đây đi, nào. Đây là quà gặp mặt mà tôi dành cho em. Ai thèm mấy đồng của anh, tôi nói anh biết, người ở bên cạnh tôi mới là bạn trai của tôi. Tôi khuyên anh nên từ bỏ sớm đi. Nhóc con kia, mau rời khỏi vợ của tôi. Hãy cầm lấy số tiền này, biến khỏi nhà tôi. Muốn so tiền thì tôi đây chấp cả cái Hà gia các người đấy, không có tuổi đấu với tôi đâu. Muốn lên cơn thì đi nơi khác lên cơn. Nhóc con, ăn to nói lớn quá nhỉ. Cậu có biết Hà gia chúng tôi có địa vị như thế nào không? Nói ra cậu sẽ hết hồn đấy. Diệp Phi, Hà Tổng không phải là người cậu nên đắc tội. Cậu vẫn còn trẻ tuổi, nếu như cậu phạm sai lầm thì sau này cậu hối hận cũng không kịp đâu. Cậu mau đi đi. Dì, nếu như cháu đi mới thật sự là hối hận không kịp. Đừng nghĩ có mấy đồng tiền dơ bẩn này là muốn gì thì làm. Loại người giống như anh không có tương lai tốt đẹp đâu. Bé con, cảm giác ném tiền vào người tôi có phải rất sung sướng không? Thật sự nghĩ mình là ông trời hay sao? Vì muốn khoe khoang nhất thời mà từ bỏ số tiền làm 10 năm mới có được. Chỉ có kẻ ngốc mới làm như vậy thôi. Vợ yêu, nếu như em thật sự muốn ở bên tên ngốc đó cả đời, là em đã bỏ đi tiền, quyền và địa vị đấy, thậm chí là tất cả. Cậu ta có chỗ nào hơn tôi chứ?
Tôi khuyên anh ăn nói đàng hoàng. Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đến đây. Là cái gì đây ta? Hóa ra là tiếp trở về của thủ phủ đại nhân tập đoàn Vân Đỉnh. Hãy bảo mật thư mời. Mẹ vợ, thật ngại quá. Tôi nhất thời nóng vội, đem bức thư mời này ra mất rồi. Tập đoàn Vân Đỉnh sao? Hóa ra người phụ trách an ninh bữa tiệc là do Hạ Tổng hay sao? Tập đoàn Vân Đỉnh, đây đã là gì đâu? Chỉ là tập đoàn Vân Đỉnh thôi mà. Bên đó từ lâu đã là bạn làm ăn thân thiết của Hà gia chúng tôi rồi. Có biết tiệc trở về của thủ phủ đại nhân là gì không? Để tôi bổ túc cho cậu nhé. Chẳng qua chỉ là bảo vệ thôi, không biết kiếm ở đâu cái sự dũng cảm này nữa. Đây là tập đoàn Vân Đỉnh đã mời Hạ Tổng của chúng ta đến đảm bảo an toàn bữa tiệc đấy. Sức mạnh của tập đoàn Vân Đỉnh, cháu biết mà đúng không? Diệp Phi, thừa nhận người khác giỏi khó vậy sao? Mẹ vợ, mẹ nói mấy lời này với cậu ta có ích gì? Mấy lời này cậu ta nghe không hiểu đâu. Dù gì thì cũng là loại nghèo hèn túng thiếu, làm sao mà biết thế giới ngoài kia to lớn cỡ nào chứ? Dì ơi, chỉ cần dì muốn, cháu sẽ lập tức bảo người mang thư mời của bữa tiệc trở về đến đây ngay. Dù gì thì đối với cháu cũng dễ như trở bàn tay. Nhóc con, tôi nhịn cậu hết lần này đến lần khác, nhưng cậu thì cứ thách thức giới hạn của tôi. Hà Bằng, anh muốn làm gì? Ở Giang Bắc, Hà Bằng tôi chính là con của ông trời. Tôi muốn một người biến mất thì cũng giống như hợp tác với tập đoàn Vân Đỉnh vậy, dễ dàng như ăn một miếng bánh. Cậu có hiểu không? Thật lòng thì tôi không muốn ăn hiếp ai cả, càng không muốn vì một con sâu như anh mà diệt cả một Hà gia đâu. Hà Bằng tôi có gì mà chưa từng trải qua chứ? Mấy thứ như cậu muốn dọa tôi sao? Anh Diệp Phi, thư ký Trương đã giúp anh giải quyết không ít chuyện rồi. Hơn nữa anh cũng không phải người thân, dù có quen biết đi chăng nữa cũng đừng làm phiền người ta nữa. Dù sao thì lời mời cũng là thật. Lỡ như thư ký Trương không giúp anh giải quyết, vậy con còn đứng đó là nhà gì vậy? Con còn chưa nhìn rõ Hà Tổng mới là lựa chọn tốt nhất sao? Còn lằng nhằng với tên Diệp Phi kia chi nữa. Mẹ vợ, có lẽ bây giờ người mẹ nên khuyên là tên rác rưởi kia kia. Dù sao đi nữa, tôi cũng đã thể hiện hết sự hấp dẫn của mình rồi. Không có người phụ nữ nào mà không thèm khát tôi hết. Đúng rồi, tên danh con, đừng nói anh đây không cho cậu cơ hội. Bây giờ cậu có thể gọi người, nhưng một khi gọi điện, người không chắc về lại được. Tôi muốn xem thử thực lực của anh có cứng giống miệng anh không. Nếu cuộc gọi này gọi đi thì người sẽ không về được đâu đó. Không phải là tôi đe dọa cậu, nhưng tôi nói đều là thật đó. Từ chối toàn bộ tài liệu của Hà gia. Nhắc lại lần nữa, từ chối toàn bộ tài liệu. Hà gia tôi thuộc cấp bậc nào? Hà Bằng tôi có địa vị gì? Việc của Giang Bắc, tôi chỉ cần một câu là ăn chắc. Không có ai dám quản tới tài liệu của tôi. Cho cậu cơ hội mà cậu không biết tận dụng. Bây giờ tới lượt tôi rồi. Anh muốn làm gì? Tô Yến, tôi sẽ giải quyết. Người tình của em nhanh thôi mà. Tôi nói rồi, một khi gọi điện thoại thì người sẽ không về được. Anh Diệp Phi, anh mau đi đi, nếu không anh sẽ mất mạng đó. May cho cậu là còn được sống thêm vài phút đó. Alo. Cái gì? Toàn bộ tài liệu bị tập đoàn Vân Đỉnh hủy rồi. Hà gia các người vì để phụ trách an ninh cho bữa tiệc trở về đã sắp xếp không ít các mối quan hệ rồi phải không? Bây giờ toàn bộ tài liệu bị hủy rồi, sao nào, ngạc nhiên không? Tên cặn bã, nếu không phải gần đây là thời điểm then chốt cho bữa tiệc của thủ phủ thì hôm nay tôi tuyệt đối không tha cho cậu. Hạ Tổng, xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đi. Đợi tới khi con gái bảo ngoan ngoãn đích thân lên giường rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Hạ Tổng, tránh ra. Anh ta đi thật sao? Anh Diệp Phi, không lẽ là anh chỉ thị thật sao? Không phải anh ta lúc nào cũng khoe khoang là có quan hệ với tập đoàn Vân Đỉnh sao? Anh chỉ là nhờ họ đã Hà gia ra khỏi lần hợp tác này của tập đoàn Vân Đỉnh mà thôi. Cười cái gì mà cười, con còn tâm trạng cười sao? Tốn công nuôi lớn như vậy mới tìm được một người để dựa dẫm, giờ thì hay rồi, bị hai người làm hỏng hết rồi. Tô Yến, tôi là muốn tìm cô nhất định phải giúp tôi. Phải đó, Tô Yến, bây giờ chỉ có cô mới có thể giúp chúng tôi thôi. Anh Diệp Phi, tiệc họp lớp lần trước là tôi sai, đều là lỗi của tôi. Anh là người lớn, đừng chấp kẻ hèn mọn này, tuyệt đối đừng để bụng nhé. Phương Kiều, mấy người bị sao vậy?
Tô Yến, đều tại tên đê tiện tiền lý đó. Chúng tôi đưa tiền cho hắn, quay đi một cái là mất hơi luôn. Tôi là vì muốn kiếm một khoản tiền, ngay cả nhà của ba mẹ cũng đem đi bán rồi. Bây giờ chủ nợ tới tận nơi, ngay cả nhà cũng không còn để về nữa. Cậu còn mặt mũi để nói chuyện này sao? Nếu không phải tại cậu bán nhà, tôi có thể công khai kêu gọi hàng triệu người hâm mộ cho vay tiền sao? Giờ thì hay rồi, tôi cũng thành con chuột không nhà rồi. Tô Yến, em xem bọn họ đều là người nổi tiếng, đỉnh lưu, chúng ta nên tránh xa ra chút đi. Nếu không lại bị cho rằng mượn danh của họ để được nổi tiếng. Đi. Đừng mà, anh Diệp Phi, chúng tôi thật sự biết sai rồi. Chuyện ở bữa tiệc lần trước, tôi xin lỗi anh. Anh giúp tôi đi tìm tên tiền lý về, giúp tôi tìm tên đó về nhé, được không? Lúc mấy người quyết định bỏ tiền đầu tư, tôi đã ngăn mấy người lại rồi, nhưng mấy người không chịu nghe, cố chấp làm theo ý mình. Bây giờ xảy ra cơ sự này, mấy người tự chịu trách nhiệm cho việc mình chọn đi chứ. Trách nhiệm? Tôi lấy đâu ra trách nhiệm chứ? Tôi đã nợ một đống như vậy rồi, nếu không có tiền trả, tôi ngủ mất. Anh Diệp Phi, tôi đã xin lỗi hết rồi, anh còn giả vờ cái gì chứ? Tôi ra lệnh cho anh, mau đi tìm tiền lý về cho tôi. Cô dựa vào đâu mà ra lệnh cho tôi? Tô Yến, Tô Yến ơi, nể tình chúng ta là bạn học nhiều năm, cô giúp tôi đi mà. Cô cũng không muốn nhìn thấy tôi còn trẻ vậy mà mang danh nợ nần chứ? Phải đó, Tô Yến, tôi không tin cô thấy ngục mà không cứu đâu. Anh Diệp Phi, hay là chúng ta giúp họ đi. Sao lần trước ở bữa tiệc mấy người không khép nép vậy đi? Huống hồ chi loại người bình thường như chúng tôi làm sao có thể hòa nhập với những người cao quý như mấy người được? Sao chúng tôi có thể giúp mấy người được chứ? Trước đây anh đã biết tên tiền lý là đồ cặn bã, gia đình đã phá sản. Anh Diệp Phi, nếu anh không thấy phiền thì tìm tiền lý về giúp chúng tôi với. Gia đình tôi không thể không có nhà được. Không được, Tô Yến là bạn thân tốt nhất của tôi, cô ấy chỉ giúp một mình tôi thôi, dựa vào đâu mà giúp cậu chứ? Đúng không, Tô Yến? Anh Diệp Phi, không. Chồng ơi, em biết anh chắc chắn là có cách giúp tụi em mà. Chỉ cần anh đồng ý giúp em, anh kêu em làm gì cũng được hết. Bỏ ra. Phương Kiều, cô quá đáng thật đó. Anh Diệp Phi là bạn trai tôi, cô không biết nhục hả? Tô Yến, cô là cái đồ ăn bám đàn ông. Người đàn ông như anh Diệp Phi đây, có nhiều phụ nữ thì sao chứ? Anh Diệp Phi, anh nói xem đúng không? Vô liêm sỉ, đồ đê tiện này, bị điên hả? Bản thân cũng là tiểu tam, dựa vào đâu mà nói tôi? Nếu cô dám nói vợ tôi như vậy nữa, coi chừng tôi xé miệng cô đó. Anh vậy mà dám đánh tôi, đánh hơi rồi anh có đền được không? Tôi sẽ kêu người hâm mộ công kích anh. Cứ kệ bọn họ, chúng ta đi. Tô Yến, cô không được đi, cô phải bồi thường tổn thất 5 triệu tệ cho tôi. Là tự cô không chịu nghe lời, đi mà đòi tiền lý kia. Liên quan gì tới tôi chứ? Sao không liên quan tới cô? Ban đầu tiền lý muốn làm một dự án 100 tỷ, cô đã biết hết nội tình, cô không chịu ngăn chúng tôi lại, còn trơ mắt ra nhìn, hại chúng tôi mất hết nhà cửa. Rõ ràng là lỗi của cô, tất cả những tổn thất cô mau trả lại cho chúng tôi đi. Phải đó, Phương Kiều nói đúng. Diệp Phi, người phụ nữ Trương Tuyết giàu có kia của anh không phải là dùng tiền công của tập đoàn Vân Đỉnh giúp anh mua hết nhà ở thượng thành nhất phẩm sao? Vậy thì anh đền cho mỗi người chúng tôi 1 cân đi. Chuyện này coi như giải quyết xong. Chuyện của mấy người bây giờ muốn đổ lên người chúng tôi sao? Tiền ở trong túi mấy người, mất rồi thì kêu chúng tôi chịu. Mấy người có đạo lý không vậy? Mặt của tôi mới vừa phẫu thuật cách đây không lâu, tôi còn chưa bắt hai người đến là đã nâng tay lắm rồi. Chỉ một căn biệt thự cao cấp của thượng thành nhất phẩm, nếu không chuyện của hai người tôi sẽ khui ra hết đó. Mới một giây trước còn khóc lên khóc xuống đòi làm tiểu tam của tôi, giây sau liền bắt đầu đe dọa ba người các người không về ở chung một nhà thì tiếc lắm đó. Bớt nói nhảm đi, hoặc là đưa tiền hoặc là đưa nhà, không đưa cái gì hết. Nếu cậu còn làm loạn nữa thì tôi sẽ làm phước cho mấy người giấy mời của luật sư đó. Bây giờ toàn bộ trách nhiệm đổ lên người chúng tôi, nếu như bị kiện chắc chắn sẽ bị tuyên án là kẻ nợ nần. Vậy thì nửa đời sau của tôi cũng xong rồi. Sợ cái gì, anh ta được phú bà bao nuôi, không công khai mà. Anh ta còn lấy tiền của phú bà đi nuôi nhân tình, có cho anh ta chụp cái gan anh ta cũng không dám báo. Anh nhiều nhà như vậy, anh bằng lòng đem hết cho Tô Yến lẳng lơ này? Tại sao anh không đồng ý cho tôi? Tại sao? Anh là muốn ép tôi mà. Tài sản của tôi đều nhờ vào sự nỗ lực mới có được. Mấy người nhục mạ tôi đủ điều, thậm chí còn công khai chế giễu. Tôi dựa vào đâu đem hết nỗ lực của tôi cho mấy người hưởng té chứ? Nhưng mà bây giờ chúng tôi đã hết đường lui rồi, tôi cũng không so đo với người phụ nữ bên cạnh anh nữa. Tại sao anh lại bỏ mặc tôi? Đến bây giờ mấy người còn chưa biết hối lỗi. Mấy người luôn miệng gọi tôi này kia, cũng bởi vì tôi nghèo nên mấy người luôn đứng trên cao lên án tôi. Mấy người đúng là ích kỷ, tham lam, đều muốn không làm mà có ăn, oán trời trách người.
mấy người không đáng được đồng tình. Đồ đê tiện, cô có tư cách gì mà nói chúng tôi? Dù chỉ là một cọng lông chân của tôi, cô cũng không so được. Phương Kiều, tôi chính thức thông báo cho cô biết, nếu cô còn tiếp tục phỉ báng tôi và chồng tôi, tôi chính thức khởi tố cô. Tôi sẽ khiến cô ngồi tù suốt đời. Phương Kiều, không phải cậu bảo Tô Yến thánh thiện lắm sao? Chỉ cần chúng ta giả vờ bán thẳng, cô ấy nhất định sẽ nhờ Diệp Phi giúp chúng ta. Nhưng bây giờ lại không phải giống như cậu nghĩ rồi. Cuối cùng em cũng có thể phân rõ trắng đen rồi. Anh cũng không cần lo, sau này em bị người ta bán đứng mà còn cho người ta tiền nữa, đều do anh dạy giỏi đấy. Chúng ta không cần quan tâm đến họ. Đi thôi, đi. Không phải là chút tiền bẩn thôi sao? Có gì hay ho đâu chứ. Phương Kiều, tôi sớm muộn cũng có ngày dẫm đạp lên các người. Quan bản đến bọn họ, trước mắt chúng ta mất nhiều tiền như vậy, phải làm sao đây? Hay là chúng ta cầu cứu Châu Hoa đi. Cái con nhãi Châu Hoa đó lúc nào cũng dính với tiền lý. Cậu quên lúc chúng ta tìm cô ta đã đuổi chúng ta ra khỏi nhà cô ta sao? Chuyện đó cũng mới đây đấy. Tớ vẫn còn một cách. Mau nói đi, nếu cậu có cách, sao không nói sớm? Ngày mai, ngày mai là tiệc trở về của một vị thủ phú. Tớ nghe nói thủ phú chính trực công minh, có tinh thần chính nghĩa, đã trừng trị không ít kẻ xấu. Bây giờ anh ấy mới về Giang Bắc, nghe nói cũng không lớn tuổi lắm. Vậy nếu tớ có thể gặp vị thủ phú đó, thì dựa vào năng lực của tớ, có thể thu phục anh ta dễ như trở bàn tay, tiện thể tố cáo bọn khốn nạn đó. Như vậy thì thủ phú sẽ có thể gây dựng uy tín. Đúng vậy, đó chắc chắn là điều anh ta mong mỏi nhất. Phương Kiều, cậu thật sự lợi hại quá. Như vậy thì chúng ta không chỉ có thể kiếm lại số tiền đã mất, mà còn có thể tiến thêm một bước. Tiền Lý, Diệp Phi, Tô Yến, các người cứ đợi đấy. Diệp Phi, nghe nói thiệp mời đến tiệc trở về của giám đốc tập đoàn Vân Đình hôm nay giá mấy chục ngàn, người bình thường vốn dĩ không cách nào có được. Chúng ta thật sự có cơ hội bước vào sao? Tất nhiên rồi, chẳng qua chỉ là một tấm thiệp mời thôi. Chúng ta cũng có mà. Đi thôi. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Tô Yến, không ngờ là còn gặp được cô ở đây đấy. Phương Kiều, sao cô lại ở đây? Tôi đã nói rồi, tôi không giúp cô đâu. Cô bỏ cuộc đi. Cô tưởng tôi là cô sao? Xem lông gà là mũi tên. Hôm nay tôi đến cùng với bạn trai là được mời đến. Sao vậy em yêu? Lại gặp người hâm mộ muốn xin chữ ký của anh rồi. Tô Yến, sao lại là em thế? Chồng yêu, sao anh lại quen còn nhãi này thế? Ngày xưa cô ta chỉ là một miếng rác ở trường em, là một kẻ thua cuộc. Cô ta chẳng qua chỉ là người từng theo đuổi anh thôi. Chẳng biết sao nghe được tin anh sẽ đến tham dự tiệc trở về của thủ phú, nên đến tìm anh. Anh đoán là muốn xin anh cho cô ta một cơ hội đấy. Hà Bằng, lần trước dạy dỗ anh, xem ra vẫn chưa đủ đua rồi. Tôi phát hiện ra anh chính là một tên chuyên đổi trắng thay đen. Tên nhãi này lần trước tha cho cậu một mạng, lần này ở địa bàn của tôi, để cậu xem thử cái gì là hô mưa gọi gió. Người đâu? Xem ra lần này mình cược đúng rồi. Thật sự giúp mình câu được một con cá lớn. Chỉ cần bây giờ mình hầu hạ Hà Bằng thật tốt, bước vào bữa tiệc của thủ phú, thì việc thực hiện mục đích sẽ ở ngay trong tầm tay. Anh Diệp Phi, có vẻ như Hà Bằng thật sự phụ trách an ninh ở bữa tiệc trở về của thủ phú. Hay là chúng ta cứ để bọn họ đi trước đi, bằng không Hà Bằng còn ở đây, thì dù chúng ta có thiệp mời, anh ta chắc chắn cũng sẽ gây khó dễ. Không sao, anh cũng muốn xem thử bọn họ định dở cho gì. Đã nhìn rõ chưa? Đây đều là anh em tôi đấy. Tôi muốn ai vào? Không muốn ai vào? Đều chỉ cần nói một câu. Hà Bằng, anh ở sự kiện quan trọng thế này, lấy việc công báo thủ riêng, có phải là quá ngông cuồng rồi không? Chặn đường cái loại sâu bọ dưới lòng đất như hai người ở ngoài, chính là làm phước đấy. Đây không phải là Diệp Phi sao? Cái ngữ kiêu ngạo hôm qua của anh đâu rồi? Chẳng phải anh hay hất mặt lên trời lắm sao? Vậy sao hôm nay lại không bước qua nổi cánh cửa đến tiệc trở về của thủ phú vậy? Có phải là anh đến cái thiệp mời cũng không có không? Sao chúng tôi có thể có quan hệ gì với hai người chứ? Chồng yêu, anh ta chỉ vào em. Thằng nhãi này, đừng có mà hỗn xược. Mặc dù tôi luôn
nghiêm túc làm việc. Nhưng nếu hôm nay cậu có thái độ tốt, thì tôi sẽ cho cậu vào bằng cửa sau. Tô Yến, tôi là người tốt bụng. Chuyện quá khứ xem như nước chảy mây trôi. Hôm nay, cho em thêm một cơ hội lựa chọn. Anh chán sống sao? Hà Bằng, anh đã có Phương Kiều rồi. Bây giờ như vậy thì không hay lắm đâu. Bây giờ là thời đại nào rồi? Sao mà cô vẫn còn bảo thủ thế? Chỉ cần ông xã tôi muốn thì anh ấy cưới 10 người nữa tôi cũng không phản đối, có biết không? Được rồi, không hổ là em yêu của anh. Tô Yến, lần trước mẹ em cũng nói rồi, bảo tôi tha thứ cho em, còn bảo sẽ cho tôi thượng thành nhất phẩm làm của hồi môn. Em đừng bỏ qua cơ hội tốt này. Nằm mơ đi, Hà Bằng. Anh đừng nghĩ đến chuyện dụ dỗ mẹ tôi. Cái bà già gần đất xa trời đó mà cũng phải dụ dỗ sao? Đến đây đi, tôi giới thiệu với mọi người. Cô gái ăn mặc lộng lẫy này thật ra là Tiểu Tam, ở sau lưng mê hoặc chồng người khác. Đúng rồi, không chỉ mỗi cô ta mà mẹ cô ta cũng vậy. Phương Kiều, cô đừng có độc địa như vậy. Tôi chưa từng làm chuyện có lỗi với cô, tự nhiên cô lại vu khống tôi thế. Vợ tôi mà em cũng dám đối đầu sao? Còn vợ anh, chắc anh còn không biết, 2 năm trước luôn miệng gọi hết người này đến người khác là chồng, đúng không? Có phải tôi giữ thể diện cho cậu quá rồi không? Tôi tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, tiệc trở về của thủ phủ tuyệt đối cấm cửa Diệp Phi. Gặp là đánh cho tôi. Ai mà không biết, Hà Tổng của chúng tôi là đội bảo an do tập đoàn Vân Đỉnh đặc biệt mời đến. Muốn ở đây đắc tội Hà Tổng, e là cậu không biết quý cái mạng mình rồi. Hà Tổng đã nói rồi, hôm nay không lấy cái tay cậu thì khó mà giải nỗi hận trong lòng tôi. Tô Yến, xem như cô gặp may rồi giàu lên thì đã sao? Chỉ cần tôi dùng chút mưu kế thì tất cả của cô sẽ thuộc về tôi. Các người muốn làm gì? Nơi này là tập đoàn Vân Đỉnh đấy. Tập đoàn Vân Đỉnh cũng là của tôi. Các anh em, đánh cho tôi, dừng tay. Chỉ dựa vào Hà gia nhỏ bé của anh thì anh chắc mình đánh nổ chứ? Hà Bằng, tôi đây là đội trưởng đội bảo an. Trong lúc tuần tra phát hiện có người không có thiệp mời mà còn muốn xông vào bữa tiệc, tôi liền ra tay khống chế. Mọi người nói xem, có sai chỗ nào không? Không hề sai. Em tận mắt nhìn thấy là Diệp Phi không bằng luật lệ cứ muốn xông vào bữa tiệc của thủ phủ để làm loạn thiệp mời của tôi. Các người không có tư cách kiểm tra. Đừng nói đến tên vô dụng như cậu. Cho dù là ông trời cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt tôi. Anh Diệp Phi, hay là chúng ta cứ đi đi. Bây giờ Hà Bằng anh ta ỷ vào tập đoàn Thiên Đỉnh mà kêu căng hống hách. Bây giờ chúng ta cũng hết cách với anh ta. Muốn đối phó với một kẻ hống hách thì phải hống hách hơn cả hắn. Đi thôi. Coi lời tôi nói là không khí hả? Tôi cho anh 3 phút để gọi Trương Tuyết ra cho tôi. Tôi muốn hỏi cô ấy, đám bảo vệ các người rốt cuộc là do ai sắp xếp? Cậu vừa nói gì hả? Lỗ tai của tôi không được tốt lắm. Cậu ta nói là muốn gặp Trương Tuyết, thư ký Trương hả? Các người cười cái gì? Anh Diệp Phi và thư ký Trương là bạn bè, bọn họ quen biết nhau đó. Chồng ơi, cái tên phế vật này hình như có quen thư ký Trương thật đấy. Em nghe nói anh ta, em nghe nói gì chứ? Nói cái quần què. Anh còn nói cậu ta là thủ phú đại nhân nữa kia. Có ai tin không? Nếu hắn là thủ phú đại nhân thì tôi là Ngọc Hoàng Đại Đế. Nếu cậu ta thực sự quen Trương Tuyết thì sao lại cần tôi đi thông báo chứ? Tôi đã cho anh cơ hội rồi, nhưng tiếc là anh không trân trọng nó. Đừng nói anh đây không nhân đạo. Bây giờ tôi cũng cho cậu một cơ hội. Nếu bây giờ cậu chịu chui qua đây thì cậu có thể an toàn rời khỏi đây. Hoặc là cứ để người phụ nữ của cậu ở lại đây. Anh Diệp Phi, anh đừng lo cho em. Anh mau đi đi. Đi sao? Để tôi xem cậu có thể chạy đi đâu. Tên này bị dọa đến ngu người rồi hả? Thế mà lại đứng yên đó. Đánh đi, đánh ngủ luôn. Tôi thấy tên phế vật này đang thèm đòn đó. Để tôi xem ai dám bất kính với anh Diệp Phi, giám đốc thượng thành nhất phẩm. Tiêu Hà, Tiêu Tổng, sao tới sớm thế? Tên phế vật ở đâu đây? Cút ra. Anh Diệp Phi, thành thật xin lỗi, tôi tới muộn rồi, xin anh tha thứ.
Cô đến đúng lúc lắm. Hà gia anh to gan quá nhỉ. Anh Diệp Phi là quý nhân mà tôi kính trọng nhất đời này, thế mà anh lại dám động thủ với anh ấy. Tiêu Hà, cô có ý gì hả? Tốt xấu gì cô cũng là giám đốc của Thượng Thành Nhất Phẩm, thế mà cô lại khom lưng uốn gối với loại người này, đúng là làm mất hết mặt mũi. Tiêu gia các người, Thượng Thành Nhất Phẩm sớm đã đổi chủ rồi, bây giờ nó đã là của anh Diệp Phi đây. Tiệc trở về hôm nay, anh Diệp Phi cũng là khách quý quan trọng nhất. Hà Bằng, tôi khuyên anh, nếu anh vẫn muốn sống thì hãy xin lỗi anh Diệp Phi ngay đi. Bảo tôi xin lỗi tên phế vật này sao? Mơ đi. Anh, tôi hy vọng lát nữa vào trong anh vẫn sẽ mạnh miệng như thế. Anh Diệp Phi, xin mời, tránh ra cho tôi. Trần thiếu gia, lần này may mà có anh để cho em hai chỗ, nếu không thì Châu gia của em không có một chỗ nào trong buổi yến tiệc trở về của thủ phú rồi. Đúng thế, cũng không xem thử anh là ai, đừng nói đến buổi tiệc này nữa. Anh còn có thể giúp em tối nay có cơ hội ăn riêng với thủ phú đại nhân, cứ theo anh đi, bảo đảm có hời cho em. Sao nào, vào nhà vệ sinh một lát không? Lâu rồi anh không ở bên em. Trần thiếu gia, hợp đồng hợp tác của Châu gia vừa mới bị hủy, còn tiền thì đã rót vốn vào dự án đầu tư của tiền thiếu gia. Tối nay em muốn lôi kéo mấy ông già đó vào dự án chung với mình luôn. Em sẽ ở bên anh sau nha. Được. Hoa Thần Y, giám đốc Triệu. Cô là? Tôi là giám đốc tập đoàn Châu Thị, Châu Hoa. Lúc trước chúng ta đã từng hợp tác đó. Tập đoàn Châu Thị sao? Không phải ngân hàng Trung Khoái đã phát văn bản quy định rồi sao? Vĩnh viễn không hợp tác với tập đoàn Châu Thị. Sao cô còn tới làm phiền chúng tôi? Giám đốc Triệu, chắc là lúc trước chúng ta có hiểu lầm gì đó. Ông đừng có giận nữa, tôi sẽ bảo người bên dưới điều tra rõ ngọn ngành. Cơ duyên lớn nhất lúc trước ở ngay bên cạnh cô là do cô không nắm chắc nên mới ra nông nỗi này. Cô không thể oán trách người khác. Giám đốc Triệu nói không sai chút nào. Diệp Phi, sao ở đâu cũng có anh thế? Cậu Diệp Phi, thật không ngờ cậu lại đến sớm thế. Cậu Diệp Phi, đã lâu không gặp, cậu vẫn thần thái như xưa nhỉ. Triệu Thành, năng lực nịnh hót của ông cũng giỏi như xưa nhỉ. Các vị đều là tiền bối, chúng ta đừng khách sáo nữa. Hôm nay mọi người cứ tự nhiên đi nha. Nếu như tiếp đãi không chu đáo, vẫn mong các vị bỏ qua cho. Giả vờ giả vịt gì chứ, bản thân cũng chỉ đến ăn trực thôi mà, còn dám chỉ trỏ khách quý nữa chứ. Châu Hoa, cô to gan quá nhỉ, sao lại dám vô lễ với cậu Diệp Phi? Một tên thất bại dựa hơi một người phụ nữ mà thôi, sao hả? Đáng để mình hót thế à? Một đám già cụ sống dai, thế mà lại quen với phế vật. Châu Hoa, cô bất mãn với chúng tôi thì cũng đừng kéo người khác vào. Đây là yến tiệc của thủ phú, không phải cái chợ để cô la lối om sòm. Ôi trời, mới mấy ngày không gặp mà cô tưởng mình là nữ chủ hào môn thật hả? Tô Yến, cô giỏi quá nhỉ, bây giờ dám nói chuyện với tôi như thế. Cô Tô Yến nói với cô như thế có vấn đề gì sao? Nếu như tôi nhớ không lầm thì công ty của cô còn nợ ngân hàng của tôi 50 triệu đúng chứ? Được, tôi nhận thua. Tô Yến, cô đợi đấy cho tôi. Đợi đã. Nếu tôi nhớ không lầm thì tập đoàn Châu Thị sớm đã bị tập đoàn Vân Đỉnh cho vào danh sách đen mà. Tôi thực sự hơi tò mò, Châu Tổng đây làm thế nào mà vào được thế? Tôi vào bằng cách nào thì liên quan gì tới cô? Chỉ cần thủ phú không nói thì các người không ai có quyền ngăn cản tôi bước vào hội trường này. Châu Hoa, giờ cô đúng là mặt dày vô sỉ đến cùng cực mà. Tên phế vật như anh, vì để họ đối phó với tôi chắc là đã bỏ ra không ít tâm tư nhỉ. Châu Tổng, những người ở đây đều là những ông già sống quá nửa thế kỷ rồi, theo bối phận mà nói thì cũng cùng vai phải vế với cha và ông cô. Châu gia của cô dạy cô nói chuyện với mấy ông già chúng tôi như thế đó hả? Hoa Thần Y, tôi không có ý nhắm vào ông, coi thường ông chỉ là cách làm của các người. Trong mắt tôi mà nói, quả thực rất ngu xuẩn. Châu Hoa, có phải cô bị điên rồi không? Cho dù là Hoa Thần Y hay là giám đốc Triệu, ai cũng là nhân vật tầm cỡ, chỉ cần động ngón tay là có thể lay chuyển Giang Bắc. Bây giờ cô nói chuyện như thế, chẳng lẽ cô thực sự muốn tập đoàn Châu Thị hoàn toàn bị sụp đổ sao? Tô Yến, cô cút đi cho tôi, cô có tư cách gì mà nói chuyện với tôi? Anh Diệp Phi,
Cho dù Châu Hoa thực sự làm sai đi nữa, nhưng tốt xấu gì chúng ta cũng quen biết nhau đã lâu, em thực sự không thể nhẫn tâm. Nhìn cô ấy đi vào ngõ cụt, anh giúp cô ấy đi, để tính duyên phận ngày trước. Nếu cô xin lỗi họ, tôi bảo đảm cô vẫn có thể bước ra khỏi đây một cách nguyên vẹn. Diệp Phi, tém tém cái bộ mặt giả tạo của anh lại đi, thực sự khiến tôi mắc ói mà. Còn các ông nữa, gió chiều nào theo chiều nấy, khi tập đoàn Châu Thị hưng thịnh nhất thì ai nấy cũng bợ đít tôi, cầu xin tôi hợp tác. Còn bây giờ thì sao, tập đoàn Châu Thị xa cơ thất thế thì ai nấy cũng dậu đổ bình leo, xa lánh tôi. Các người mới là người tội ác tại trời. Tập đoàn Châu Thị chỉ là một doanh nghiệp nhỏ ở Giang Bắc mà thôi. Cho dù cô có là doanh nghiệp lớn có tiếng ở nước ngoài, cũng không có tư cách đến tìm lão phu để hợp tác. Xem ra cô thực sự không hiểu rõ Châu Thị của cô lúc đầu chỉ là một cái xưởng nhỏ. Mà tại sao chúng tôi lại đồng ý hợp tác? Không phải là vì cậu Diệp Phi đây sao? Nếu không, Châu Hoa cô ngày hôm nay vẫn chỉ là một người bán cá thôi. Diệp Phi sao? Ý ông là tên Diệp Phi vô dụng này sao? Xem ra các ông nghĩ anh ta kiếm nhiều tiền lắm, cho nên mới chọn đầu tư vào anh ta. Nhưng tôi nói cho các người biết, đây chẳng qua chỉ là suy nghĩ đơn phương của các người thôi. Cô thế mà lại nói chủ nhân của thẻ đen cao cấp là một tên vô dụng sao? Đây là chuyện hài nhất tôi nghe được trong năm nay đó. Châu Hoa, bây giờ cô trông rất giống một tên hề. Tôi sống không tốt thì tôi cũng không để anh sống yên. Nói thật với các người vậy, Diệp Phi căn bản là không có tiền. Anh ta ở bên tôi 3 năm cũng chỉ là tên tầm thường bất tài, là một tên rác rưởi. Các người chọn anh ta thì đó là lựa chọn sai lầm. Chỉ có chọn tôi mới là lựa chọn đúng đắn. Bởi vì tôi chính là nữ vương giới kinh doanh Giang Bắc, là một thiên tài giới kinh doanh. Cô nghĩ là thiên tài hay không thì có quan trọng với chúng tôi không? Chỉ cần chúng tôi muốn thì cũng có thể tùy ý tạo ra vô số thiên tài giống như cô. Trước khi kiếm tiền thì phải học cách làm người. Châu Hoa, nếu cô cứ tiếp tục làm sằng làm bậy như thế thì chỉ càng cho thấy cô ngu ngốc, và còn khiến cho tập đoàn Châu Thị bị ép vào đường cùng. Đừng nói là các người tưởng tôi chỉ có một tập đoàn Châu Thị nha. Nói thật với các người, chưa đầy một tháng nữa các người đều sẽ quỳ rạp dưới chân tôi. Tôi thật sự rất tò mò, cô lấy đâu ra tự tin mà nói ra câu đó thế? Hơn nữa, Châu Thị các người đã bị tập đoàn Vân Đỉnh phong sát. Chỉ dựa vào việc hôm nay cô đã đắc tội với chúng tôi là đã khiến cô không còn đường sống rồi. Mặc dù tập đoàn Vân Đỉnh hùng mạnh, nhưng không phải là duy nhất. Nói thật với các người vậy, tôi đã dùng hết tài sản của mình để đầu tư vào một dự án 100 tỷ. Chỉ cần dự án này thành công thì lợi nhuận của tôi sẽ vượt qua cả 100 tỷ mà tôi đã đầu tư. Hạng mục 100 tỷ sao? Giám đốc Triệu, ngân hàng của ông gần đây có nguồn vốn nào lớn không? Một dự án lớn như vậy, sao tôi chẳng nghe thấy chút tin tức gì cả? Cả cái đại hạ này, các dự án 100 tỷ hiện nay cũng chỉ có của tập đoàn Vân Đỉnh, chứ tôi chưa từng nghe nói có dự án 100 tỷ này. Một đáng ngu rốt kém cỏi. Quả nhiên, nhân vật chính đều là người cô độc và không được thế giới thấu hiểu. Châu Hoa, dự án 100 tỷ mà cô nói, đừng nói là của cái tên Tiền Lý. Câm mồm, cô mà cũng có tư cách nói ra tên của Tiền tổng sao? Tiền gia, bọn họ làm giàu bất nhân, làm vô số việc ác. Bọn họ đã bị tôi phong sát từ lâu rồi, tất cả tài sản đều đã bị đóng băng rồi. Sao có thể dễ dàng sụp đổ như thế chứ? Chắc chắn là ông đang lừa tôi. Không thể nào như thế, ông đang lừa tôi. Có đúng không? Cô không có tư cách chất vấn tôi. Để tôi xem rốt cuộc là chuyện gì. Phương Kiều, cô mau nói với bọn họ, Tiền thiếu có dự án 100 tỷ, hơn nữa còn chia cổ phần cho chúng ta nữa. Châu Hoa, cô còn mặt mũi nhắc tới chuyện này hả? Nếu không phải tại cô thì sao tôi lại nợ một khoản tiền lớn như vậy? Hôm đó tôi đã gom hết số tiền mà tôi có, kết quả Tiền Lý ôm tiền bỏ trốn không chút tin tức. Sao có thể chứ? Chắc là Tiền thiếu đang bận nên không liên lạc với chúng ta được. Hôm nay là tiệc trở về của thủ phú, anh ấy nhất định sẽ tới. Đến lúc đó tôi sẽ đích thân đi hỏi anh ấy. Đừng ngu ngốc nữa, Châu Hoa. Nếu không phải do cô đảm bảo thì sao bọn tôi có thể gom hết tiền của mình để đưa cho Tiền Lý chứ? Bây giờ xảy ra chuyện thì tất cả trách nhiệm phải do cô gánh vác. Đừng lo, sau khi yến tiệc bắt đầu, Tiền Lý chắc chắn sẽ tới. Nhưng mà sẽ tới bằng một cách khác. Tên phế vật kia, mỗi lần nhìn thấy anh là biết không có chuyện gì tốt. Anh tốt nhất là câm miệng lại đi. Nếu không thì tôi sẽ quăng anh xuống cho cá ăn. Cô muốn quăng ai cho cá ăn thế? Tiêu Hà, đừng nghĩ mình có thượng thành nhất phẩm thì tôi sẽ sợ cô. Do hôm nay là tiệc trở về của thủ phú đại nhân nên tôi mới giữ thể diện cho cô. Không ngờ là
cô thế mà lại 5 lần 7 lượt làm khó người phụ nữ của tôi. Nếu hôm nay cô dám bảo vệ thằng nhãi đó thì tôi sẽ đánh luôn cả cô. Hà Bằng, đừng có ý tứ chi phát triển thì có thể hung hăng. Nếu ở đây cậu nói sai nửa lời thì không ai bảo vệ cậu nổi đâu. Tôi cần các người bảo vệ sao? Một đám giả sống dai, hôm nay ai cũng đều nhắm vào tôi hả? Triệu Thành, đừng nói là ông hâm mộ tôi vì đã tìm được một cô em xinh đẹp nha, anh tị hả? Chồng ơi, hồi nãy tên cận bã đó còn sỉ nhục chúng ta nữa đó, em không muốn thấy hắn ở đây. Được thôi, chỉ cần là chuyện cục cưng muốn thì em cứ làm đi. Chỉ cần Hà Bằng anh ở đây thì ai dám ngăn cản em, anh sẽ xử đẹp hắn. Hà Bằng, nếu anh đi làm bảo vệ thì rất đáng được khen ngợi, nhưng nếu làm chuyện lớn thì cái đầu của anh còn không bằng phụ nữ nữa. Thằng nhãi kia, tao nhịn mày lâu rồi đấy. Ngoan ngoãn lăn qua đây để cục cưng của tao chút giận đi. Nếu thể hiện tốt thì tao còn tha cho mày một mạng. Hỗn sự, Hà Bằng, có một cô vợ thì liền không biết bản thân họ gì nữa sao? Não cũng hỏng hết rồi hả? Hòa Bình, nếu như là trước đây thì tôi còn cung kính mà gọi ông một tiếng Hoa Thần Y. Nhưng hiện tại Hà gia tôi đang lên, tôi còn được tập đoàn Vân Định xem trọng. Cỡ ông, tôi không thèm để vào mắt. Mau cút sang một bên đi, nếu không tôi tháo khớp ông già ông đó. Với những việc làm hôm nay của cậu, cho dù cậu được tập đoàn Vân Định tín nhiệm thì sao chứ? Cho dù cậu được thủ phú đại nhân xem trọng thì cậu cũng sẽ bị khai trừ. Cũng không giấu gì ông, tôi thực sự được thủ phú đại nhân xem trọng đấy. Tối hôm nay tôi còn được ăn cơm cùng anh ấy. Thôi bỏ đi, tôi không giấu nữa. Cho dù tôi vanh váo thì ông làm gì được tôi? Tôi thực sự rất tò mò, anh từng gặp thủ phú sao? Chồng tôi là ai chứ? Anh ấy không chỉ gặp thủ phú mà còn từng hẹn thủ phú đi uống rượu nữa kia. Tất cả mọi người ở đây hôm nay đều phải nghe theo chồng tôi. Sao tôi lại không nhớ đã từng cùng người này đi uống rượu, đi ăn cơm nhỉ? Mày là cái thá gì mà được đi ăn chung với tao? Thật sự coi mình là thủ phú đại nhân hả? Hỗn sự, cậu dám bất kính với cậu Diệp Phi hả? Hà gia cậu sẽ tàn đời. Ông già kia, ông không chỉ tuổi cao mà còn bị mù nữa hả? Dừng tay, sao anh có thể nhẫn tâm ra tay với người già chứ? Đừng nói là ông già này, đến cả thằng phế vật mày tao cũng đánh luôn. Người đâu? Đám người này đều đến đây để dọn dẹp rác rưởi, đuổi ra hết cho tôi. Bài học lần trước tôi dạy anh xem ra vẫn chưa đủ nhỉ? Bài học sao? Mày tưởng tìm vài người tới là có thể tố giác tao hả? Là có thể cướp đi chức vụ đội trưởng đội bảo an ở tập đoàn Vân Đỉnh của tao hả? Chồng tôi cũng là tâm phúc hiện tại của thủ phú đại nhân. Cho dù có người tố cáo thì có làm sao chứ? Anh ấy vẫn sẽ là đội trưởng đội bảo an thôi. Anh Diệp Phi, anh có cần tôi gọi anh em tới không? Không cần, yến tiệc hôm nay cũng đến giờ bắt đầu rồi. Khoảng thời gian này tôi đã gặp quá nhiều bọn đầu trâu mặt ngựa rồi, nên nhất thời có chút không quen. Cậu Diệp Phi, cậu không cần đôi co với đám rồi nhặng thiển cận này đâu. Mấy chuyện này chúng tôi sẽ xử lý sạch. Triệu Thành ơi là Triệu Thành, tốt xấu gì ông cũng là giám đốc của một ngân hàng lớn, thế mà hôm nay lại còm lưng uốn gối với tên này, không sợ người khác chê cười sao? Chúng tôi vốn dĩ là người bình thường phục vụ bách tính, ngược lại là cậu có chút quyền lực trong tay thì lại dương dương tự đắc. Cậu đó sớm muộn gì cũng hối hận. Hối hận sao? Tôi thực sự muốn xem thử cái tên rác rưởi này có tư cách gì khiến tôi hối hận. Có tư cách gì sao? Vậy thì anh hãy mở to mắt ổ ra mà nhìn cho rõ đi. Anh Diệp Phi, chúng ta không nên vậy đâu. Đây là vị trí của thủ phú phu nhân. Từ nay về sau em chính là thủ phú phu nhân. Lẽ nào anh thật sự là hỗn sự? Diệp Phi, cậu ăn gan hùm mật báo dám ngồi lên vị trí của thủ phú đại nhân. Cậu đang bất kính với thủ phú đại nhân đấy. Tuy châu gia của tôi đã không còn gì nữa, nhưng tôi không ngờ anh lại được cười như vậy. Đến chỗ ngồi của thủ phú đại nhân cũng dám giành. Anh tiêu đời rồi. Tôi ngồi ở đây, cô có ý kiến gì không? Ngai vàng là chỗ cho người có năng lực ngồi. Vị trí này
là chuẩn bị riêng cho cậu Diệp. Cậu ấy không ngồi, chứ chẳng lẽ cho cô ngồi sao? 3 năm rồi, cậu Diệp, cuối cùng cậu cũng quay về. Quản lý kinh tế của Đại Hạ, đây chính là may mắn của Đại Hạ. Còn quản lý kinh tế Đại Hạ nữa, cái tên đến cọng lông cũng không mọc thẳng này. Nếu giỏi như vậy thật thì đã đắc đạo luôn rồi. Ông già, mau đi khám mắt đi, cẩn thận bị mù đấy. Tôi đã sống với anh ta 3 năm rồi. Nếu anh ta thật sự là thủ phú, vậy không phải tôi là thủ phú phu nhân sao? Nếu tôi được như vậy thì tôi ly hôn với anh ta làm gì? Tưởng đâu tôi bị gì xét hả? Được rồi, cái vở kịch này nên kết thúc rồi. Bây giờ tôi lấy danh nghĩa chủ nhân Hà gia và thân phận thủ phú đại nhân đứng lên tuyên bố rằng Bắc sẽ phong sát Diệp Phi, phải nghiêm khắc trừng phạt cậu ta. Trần gia của tôi xin thề sẵn lòng làm theo lời thủ phú dạy bảo, phong sát Diệp Phi toàn diện. Châu gia của tôi xin thề dựa vào cậu mà cũng không biết ngại, tự xưng mình là thủ phú đại nhân sao? Một lũ ăn hại không biết ngại. Tiêu Hà, đừng nghĩ là bây giờ cô đã có Triệu Thành và Hoa Bình thì có thể làm trời làm đất. Tôi nói cho cô biết, dù gì thì chủ nhân của bữa tiệc này chính là thủ phú đại nhân. Đợi anh ấy xuất hiện thì các người còn không có cơ hội để khóc đấy. Diệp Phi, chưa nhìn rõ tình hình sao? Còn không mau biến khỏi vị trí của thủ phú đại nhân đi. Không sai Tô Yến, một đứa nghèo nàn thấp kém như cô có thể vào đến đây là may lắm rồi. Không ngờ cô lại không biết điều như vậy, chỗ ngồi của thủ phú đại nhân cũng dám dòng nó. Tôi thấy rất hiếu kỳ, cái đám không cứu nổi mình này là ai đã cho các người tự tin nghĩ mình có thể đụng đến tôi, uy hiếp tôi vậy? Đúng là Trần gia của tôi đang gặp chút khó khăn, nhưng không có nghĩa là đập nát một con ruồi là điều khó khăn gì. Huống hồ chi bây giờ chúng tôi còn đang được Hà tổng thông minh tuyệt đỉnh lãnh đạo nữa. Miệng cậu dẻo lắm. Đợi lát nữa xong chuyện, tôi sẽ trọng thưởng cho Trần gia. Không sai Diệp Phi ơi, bây giờ anh đã bị người của Hà tổng bao vây rồi. Đừng nói anh nghĩ là mình sẽ kêu Trương Tuyết đến cứu đấy chứ. Anh đã phạm tội lớn thế này, đợi thủ phú đến thì ông trời cũng không cứu được anh. Đừng vội, thư ký Trương sẽ đến nhanh thôi mà. Tôi nghe nói cậu chính là một con cún của Trương Tuyết. Nếu như đây là cái gan mà cô ta cho cậu, vậy thì cũng ngại quá. Hôm nay cậu không rời khỏi đây được đâu. Anh Diệp Phi, nếu như không ổn thì anh cứ nói là do em bày anh. Còn về thư ký Trương, chuyện trước đây anh làm quá nghiêm trọng, cô ấy căn bản không thể bảo vệ được anh đâu. Bé yêu này, em nghĩ cái gì vậy? Anh chính là thủ phú, là người đứng đầu bảng xếp hạng Forbes. Em không cần lo đâu, anh sẽ giải quyết ngay thôi. Anh Diệp Phi, đã đến nước này rồi, sao anh còn đùa với em nữa? Nói cái gì nữa đấy? An bài hậu sự hả? Tôi nhớ là Trần gia của cậu cũng đã phá sản mất rồi. Tiểu nhân bị ổi, khuyên cậu đừng nên đụng đến cậu Diệp, nếu không cậu sẽ thê thảm lắm đấy. Anh nói kiểu gì đấy? Không biết bây giờ Trần gia là do tôi bảo kê hay sao? Từ nay về sau, ai dám đụng đến Trần gia thì chính là đối đầu với Hà Bằng này. Hà gia của cậu cũng không còn được bao lâu đâu. Mau, hai người đó, mau lên cho cái tên Diệp Phi này một trận đã đời đi. Cho dù có làm gì thì cũng có ông này gánh. Vâng, Hà tổng. Từ nay về sau, anh nói tôi đi phía đông thì tôi đi phía đông, anh nói tôi đi phía tây thì tôi sẽ đi phía tây. Các anh em, lên, dừng tay lại cho tôi. Thư ký Trương, sao cô lại đến đây? Hôm nay xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, tôi đang giải quyết. Ai cho anh cái gan mà làm bậy trong tiệc của thủ phú vậy? Sao thư ký Trương lại đánh tôi? Chúng ta là bạn với nhau mà. Đều do tên ăn hại này, hắn phá hỏng bữa tiệc nên tôi mới. Anh nói ai ăn hại? Thư ký Trương, trước mặt nhiều người như vậy, lẽ nào cô vẫn bao che cho hắn sao? Cô không sợ thủ phú đại nhân hỏi tội cô hay sao? Mọi người nhìn thấy chưa? Thư ký Trương của tập đoàn Vương Đình lại đi bao che cho một người ngoài. Trương Tuyết, cái đồ cặn bã này, gửi mỗi cô được gặp thủ phú đại nhân. Tôi muốn gặp thủ phú đại nhân. Tôi muốn kể tội cô ta. Không phải cậu nói đã từng uống rượu với ngài ấy sao? Giờ ngài ấy đang ở đây, nhưng buồn cười là cậu không hề nhận ra thủ phú đại nhân đang ở đây sao? Tôi là tâm phúc của thủ phú đại nhân. Nếu ngài ấy ở đây, nhất định sẽ đến gặp tôi. Dựa vào anh cũng xứng làm tâm phúc sao? Chẳng qua là tập đoàn bảo an của Giang Bắc, chẳng có gì ghê gớm cả. Anh chỉ là kẻ khốn trong những kẻ khốn thôi. Bây giờ anh đã hiểu chưa? Không thể nào, không phải là thủ phú đại nhân. Thấy Hà gia có thực lực, cho nên mới, đừng nói là Hà gia, cho dù là cả Giang Bắc cộng lại
cũng không đáng cho thủ phủ đại nhân để mắt tới. Giờ lành đã đến, bữa tiệc trở về bắt đầu. Mời thủ phủ đại nhân tiến lên. Cô xong đời rồi thư ký Trương, xong đời rồi nhé. Tôi phải kể hết tội của cô ra, cô và Diệp Phi nữa. Tôi sẽ nói hết tội ác của các người. Trương Tuyết, cô nghĩ mình một tay che trời sao, nên mới bao che cho tên ăn hại đó sao? Tôi nói cô biết, không thể nào. Bất kính với thủ phủ, tội không thể tha. Đây chính là cơ hội duy nhất của chúng ta. Có biết không, đợi thủ phủ tới, em phải chạy đến đó kể khổ nhé. Chào mừng thủ phủ đại nhân trở về. Đứng lên đi, anh Diệp trở về. Lẽ nào trước giờ tôi luôn sai sao? Thủ phủ là anh Diệp sao? Không ngờ anh Diệp lại là anh. Anh đoán không sai. Trước giờ tôi chưa từng nói tôi không phải là thủ phủ. Bây giờ tôi có tư cách ngồi ở đây không? Hóa ra mình mới là cái đứa có mắt như mù. Không ngờ mình lại ly hôn với thủ phủ. Biến, đừng đụng vào tôi, do anh đấy. Thủ phủ đại nhân, em sai rồi, là do em không tốt. Đều tại Trần Châu, là hắn đã dụ dỗ em. Anh cho em một cơ hội nữa đi. Anh Diệp đã dành cho cô rất nhiều cơ hội rồi. Là do cô không biết trân trọng, tội không thể tha. Còn về Trần gia, tôi biết rồi, tôi đã ngủ với vợ của thủ phủ, thì tôi chính là thủ phủ rồi. Người đâu, tôi là thủ phủ. Người đâu, đem Trần Châu ra ngoài, đem đến bệnh viện tâm thần. Tôi là thủ phủ. Thủ phủ đây. Anh Diệp, tiền lý đã bị bắt về hỏi tội. Mời anh Diệp xử lý, đưa đến đội chấp pháp. Nên làm sao thì cứ để họ làm đi. Vâng. Bây giờ tôi có một chuyện quan trọng cần tuyên bố. Tô Yến, em gả cho anh nhé. Gả cho cậu ấy đi. Hãy gả cho cậu ấy đi. Em đồng ý.